Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để mở đầu chương trình, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Nhật Từ, chủ trì chùa Giác Ngộ đến từ Việt Nam. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư bà Tích Nữ Như Hương đến từ chùa Chính Nghiêm thuộc thành phố Garden Grove, California. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Thuận Chú Sứ Hiền Như Tỉnh Thất El Monte. Kế đến là người quen thuộc, chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô chủ trì Thanh Diệu Pháp, chủ trì Hiền Như Tỉnh Thất El Monte California. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình, ban tổ chức xin được phép đôi ba phút giới thiệu tóm tắt về sơ lược tiểu sử của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Thích Nhật Từ sinh năm 1969 tại Sài Gòn, nhằm ngày rằm tháng 2 năm Kỷ Dậu. Năm lên 15 tuổi, ngài quy hướng với hòa thượng Thiền Huệ, bèn xuất gia học Phật. 4 năm sau, tức là năm 1988, ngài thọ đại giới tỳ kheo. Kính thưa quý vị, sau đó đủ duyên, ngài chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ và du học tại đây. Ngài tốt nghiệp tiến sĩ triết học tại Đại học thuộc Delhi University. Lại một lần nữa, đến tháng 10 năm 2010, trường Đại học Mahamakut Buddhist University tại Thái Lan đã căn cứ theo tiêu chuẩn sự đóng góp tích cực của ngài cho giáo dục Phật giáo và lãnh đạo cộng đồng Phật giáo thế giới, đã trao tặng cho ngài bằng tiến sĩ danh dự. Hai tháng sau đó, tức vào tháng 12 năm 2010, ngài được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa, nay được 49 tuổi đời và 29 tuổi hạ. Thượng tọa Thích Nhật Từ hiện là chủ trì tại các ngôi chùa Giác Ngộ tại Sài Gòn, Vĩnh Long. Ngoài ra còn tại Hà Tĩnh có chùa Tượng Sơn và Thanh Hóa có chùa Linh Ứng. Kính thưa quý vị, sự nghiệp hằng pháp của Thượng tọa tham gia cả các việc phiên dịch kinh điển, ban biên tập Đại Tạng Kinh Việt Nam, sáng lập hội từ thiện và đồng thời thành lập câu lạc bộ Hoàng Pháp cố vấn giới thanh thiếu niên trẻ. Thượng tọa Thích Nhật Từ đã thuyết giảng có đến hàng ngàn pháp thoại cho tín chúng khắp nơi trên thế giới về tham dự. Kính thưa đại chúng, xin đại chúng cho một tràng pháo tay nhiệt liệt tán dương công việc Hoàng Pháp độ sanh của Thượng tọa và welcome ngài đã nhận lời kính mời của chúng ta đến Hiền Như Tỉnh Thất ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngài sẽ ban cho chúng ta một bài pháp: Hãy làm những điều khó làm. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính mời ngài.
Kính mời chư tôn đức ni và các Phật tử đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức ni và sư cô Thanh Diệu Pháp, trụ trì tỉnh thất Hiền Như. Kính thưa các quý Phật tử, lần đầu tiên thăm viếng tỉnh thất này đó, tôi rất lấy làm hoan hỷ khi biết số lượng các Phật tử về tham dự các khóa kinh và hôm nay đã nghe pháp rất là đông. Điều đó cho thấy các quý vị thấy được giá trị của việc tu học Phật trong việc mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc, thảnh thơi và nhiều phẩm chất cao quý trong đời. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài Hãy làm những việc khó làm. Đây là lời đề nghị được sử dụng như là một mệnh lệnh cách làm những việc dễ ai cũng làm được, chỉ cần có nỗ lực một chút là làm xong. Làm những việc khó làm á là một cơ hội mà người dấn thân nó sẽ phá được kỷ lục của chính mình ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước và quá khứ đã qua. Tôi đề nghị quý vị hãy đưa vào thành ngữ nhón chân vối tay để nỗ lực làm mới chính mình mỗi ngày. Mỗi buổi sáng nếu quý vị tập thể dục, sau đó áp mặt mình vào vách tường, nhón chân lên á, quý vị sẽ cao hơn bình thường một tấc. Nhón vai, nhón tay lên á, quý vị sẽ cao thêm nó được 1 cm nữa. Bằng động tác nhón chân vối tay này đó, quý vị không cần phải mang giày cao gót, chiều cao của mình cũng được nâng lên khoảng 1 tấc 2. Tiếc là hồi nhỏ thầy Nhật Từ không biết phương pháp này cho nên mới lùng thịt. Maradona là một siêu sao cầu thủ của đội Argentina. Đẳng cấp nổi tiếng của ông ấy đó chỉ sau vua phá lưới Pele thôi. Maradona đã giải phẫu cột xương sống, nâng chiều cao từ 1m55 thành 1m65. Thì nếu như biết thực tập động tác này đó, nhón vối từ cái tuổi lên 10 cho đến tuổi 16 và mỗi ngày uống thêm trung bình 1 lít sữa nguyên chất đó, thì các cái động tác đó kích thích sự tăng trưởng của xương và giúp cho chúng ta đó có chiều cao được cải thiện hơn cha mẹ của mình. Về nhân chủng học á, người Việt Nam không đến nỗi lùn, do vì trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa cái nghèo phủ trùm,
chất lượng thực phẩm không được đảm bảo. Sau một thời gian đó, lớn lên, phần lớn bị còi xương, lùn bé. Khi quý vị sanh con cái tại đất nước Hoa Kỳ và các nước phương Tây, nếu để ý đó thì con em quý vị đã cao hơn quý vị trung bình một tấc, phải không? Có người là tấc rưỡi. Đó là giống dân Việt Nam thứ thiệt. Còn chúng ta đó, những người lỡ làng trong cái giai đoạn 75 và sau đó mấy năm nữa đó, nghèo đến độ là phải ăn là bo bo độn, phải đứng xếp hàng ở các hợp tác xã để mua muối, mua đường, mua cá, mua thực phẩm. Chứ hỏi làm sao mà nó to xương lớn xác được. Tập nhóm như vậy đó, sau một thời gian đó, nó kích thích sự tăng trưởng của xương. Tương tự, những người tham gia vào các hội thao Olympic, lúc thực tập đó, họ phải nêu ra tiêu chí phá kỷ lục của quán quân năm trước, thì mới hy vọng rằng là năm nay đó mình trở thành là người phá kỷ lục mới. Chứ nếu như mình bám vào những người yếu kém ấy, thì mình sẽ bị tụt hậu thôi. Muốn trở thành đó là á khoa thì phải bám theo thủ khoa. Vì muốn có chiều cao mà đi so thầy Nhật Từ là quê rồi. Phải so với những người thứ 8, thứ 9 là mình mới phấn đấu mình vươn lên. Nói một cách khác là những việc khó làm không đến nỗi là không thể làm được. Và muốn làm được những điều khó làm đó, điều đầu tiên đó, chúng ta phải tháo khái niệm không thể làm được hoặc tôi không có khả năng ra khỏi từ điển nhận thức và thái độ cũng như là tâm lý của chúng ta. Nên đó quý vị phải nhẩm ra trong đầu là tôi sinh ra để làm những việc khó làm. Tất cả những việc khó này đó thực ra chỉ là việc cỏn con. Tôi đủ sức giải quyết. Nhận thức đó, đó nó làm cho mình trở nên có bản lĩnh hơn, thái độ chịu đựng tích cực hơn, lạc quan hơn, năng động hơn, yêu đời hơn, sẵn sàng với trách nhiệm cao hơn để biến các ước mơ xa trở thành gần, các ước mơ gần trở thành trong tầm tay của chúng ta. Người làm được những việc khó làm đó là người phải có phương pháp đặc biệt, tinh thần sáng tạo, nỗ lực không dừng, không đầu hàng số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, không đam mê vào các thú vui thiếu giá trị, và không bị các cơ nghiện chi phối, bao gồm nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện internet và nghiện hưởng thụ thế giới vật chất. Người đó thấy rất rõ là quỹ thời gian của kiếp người là rất ngắn ngủi, nỗ lực tận dụng quỹ thời gian đó để làm được rất nhiều việc đáng làm. Và bằng cách đó đó, cuộc sống của người làm việc khó làm đó trở nên là có giá trị hơn. Trên tinh thần này đó, tôi lần lượt phân tích 8 điều trong chương 12, kinh 42 chương về những điều rất khó làm mà bất kỳ ai làm được á, điều làm cho cuộc sống của mình á, trở nên có giá trị cao quý và đóng góp cho cuộc đời cũng như là nhiều người hơn. Điều 1, nghèo khó mà biết bố thí. Nghe qua chúng ta thấy tưởng chừng như là mâu thuẫn ha. Người giàu muốn bố thí cúng dường cứu người giúp đời, còn người nghèo lấy tiền đâu làm. Thực tế đó, không ai nghèo đến nỗi không có cái gì đó để làm việc nghĩa, việc thiện.
Theo định nghĩa của chính quyền Việt Nam, người nghèo tại Việt Nam là người mà mỗi tháng chỉ có thu nhập dưới 400.000 đồng Việt Nam, tức là khoảng 17 Mỹ Kim thôi. Cận nghèo được định nghĩa đó là có thu nhập mỗi tháng đó từ 401.000 đến 500.000, tức là khoảng 23 Mỹ Kim trở xuống. Việt Nam hiện nay có khoảng 40 triệu người lâm vào hoàn cảnh nghèo và cận nghèo nêu trên, tức là đời sống của họ rất khó khăn và vất vả. Trong tiếng Pali và Sanskrit, bố thí đó được gọi chung là Dana, D-A-N-A. Khi phiên dịch sang chữ Hán đó, các tổ Trung Quốc đã phân biệt vị thế xã hội của đối tượng được chúng ta dâng hiến cái sở hữu vật chất của mình. Đối với tăng ni, tức là những vị có trí tuệ, từ bi, đạo đức, phẩm chất cao quý hơn đó, thì Dana được dịch là cúng dường, thực chất là viết tắt của cung dưỡng, tức là cung cấp và dưỡng nuôi. Đối với đối tượng nghèo khó hơn, vị thế xã hội thấp hơn, thì sự giúp đỡ đó được gọi là bố thí. Thì đây là một cái phân biệt rất dễ, vì đạo Phật là đạo chủ trương bình đẳng xã hội. Giá trị của con người không lệ thuộc vào vị thế xã hội người đó có, lệ thuộc vào trí tuệ, đạo đức người đó đang sống và hành xử. Cho nên là giàu là thu nhập kém, mỗi tháng đó là vất vả với chén cơm manh áo, người nghèo mà biết bố thí đó là một hành động rất đáng được tán dương. Các hình thức bố thí sau đây đó ai cũng có thể làm được. Thứ nhất, bố thí pháp, tức là hiến tặng chân lý Phật, đạo đức Phật cho những người hữu duyên. Quý vị bắt chước sư cô trụ trì, thỉnh mời khi mình biết được một vị giảng sư nào đó đến thuyết giảng, nối kết với chùa của mình để cho các Phật tử có cơ hội được nghe pháp, đó là bố thí pháp. Ngoài ra, khi nghe một bài pháp thoại hay trên internet hay là trang mạng xã hội, đọc một bài viết, một quyển kinh, một quyển sách Phật có giá trị hun đúc tinh thần, quý vị chịu khó truyền tay nhau, giới thiệu nhau để tất cả cùng có cơ hội trải nghiệm chân lý Phật. Cái đó đều được gọi chung là bố thí pháp. Hoặc quý vị có thể tham gia đóng góp vào việc ấn tống kinh, ấn tống đĩa nghe Phật pháp, mà hiện tại đó thì giá nó khoảng 200.000 đồng Việt Nam cho một bộ nhớ gồm có 16 gig, có thể chứa đựng được 740.000 bài pháp thoại của tăng ni mà quý vị yêu thích. Thì bằng cách đó đó, mỗi ngày quý vị chỉ cần bỏ một đồng bạc cắt thôi, thì thay vì mình đi chợ đó dư tiền lẻ, các bà mẹ, bà ngoại, bà nội, cô dì thím mợ có thói quen mua kẹo sô-cô-la, bánh kẹo cho con cháu ăn, sau thời gian đó hàng tiền đạo rụng hết. Hãy tạo thành thói quen mới, bỏ bạc cắt đó vào con heo công đức. Những người theo đạo Thiên Chúa và Tin Lành ở Mỹ, châu Âu, Úc, Canada, mỗi tháng đến ngày cuối á, thì họ sẽ đóng thuế cho giáo hội. Có nước á, là 4%, 5%, có nơi 10%. Lệ tức thu nhập mà họ đạt được ở trong tháng, giáo hội sử dụng số tiền đó để làm những cái việc truyền bá đạo ở những quốc gia nghèo. Phật giáo thì không có những hình thức bắt buộc đó, nhưng chùa nào cũng có thùng phước sương
để mời gọi sự tùy hỷ công đức, phát tâm, bố thí, cúng dường. Và khi quý vị làm việc đó, thay vì tự tay mình làm, dẫn con cháu đến, hướng dẫn cho con cháu trao trực tiếp cho thầy hoặc sư cô trụ trì, hoặc là hướng dẫn bỏ vào thùng phước sương, thì từ nhỏ đó các cháu đó đã biết dùng bàn tay này làm việc nghĩa, có tính nhân văn, thì lớn lên giàu có túng thiếu, gặp khó khăn, các cháu không thể dùng bàn tay này để lừa đảo, giật dọc, cướp bóc, móc túi, tức là tước sở hữu vật chất của người khác được. Đó là cách chúng ta giáo dục và tinh thần bố thí cho con cháu. Thì khi lớn lên đó, giàu có khó khăn, là có ít thì làm ít, có vừa làm vừa, có nhiều làm nhiều, giàu sang triệu phú, tỷ phú như cư sĩ cấp cô độc đó, thì làm lớn hơn. Nói chung, chỉ cần có tấm lòng từ bi, tâm vô ngã, thái độ vị tha, rộng lượng, độ lượng, quảng đại, bao dung, chúng ta sẽ giúp được những người kém may mắn hơn mình. Tôi thường khuyên những người đi Ấn Độ đó, trải nghiệm mười mấy ngày Phật tích, vừa hiểu lịch sử Đức Phật, các Phật tích, các di tích văn hóa lịch sử, những chân lý Phật dạy dọc theo con đường hoằng hóa của Ngài, thì cơ hội đi Ấn Độ là dịp mà quý vị sẽ thấy rằng mình có phước hơn ít nhất là 600 triệu người Ấn Độ. Người Ấn Độ họ nghèo rất mồng tơi, màn trời chiếu đất đúng nghĩa. Cho nên sau khi đi về rồi đó, thì những người đi đó sẽ bớt than vãn, kêu ca rằng là cuộc đời tôi bi quan quá, khổ đau quá, khó khăn quá, nghèo khó quá. Thực ra đó, ở Hoa Kỳ này, lao động thì vinh quang chứ lang thang đâu có chết đói. Thì chế độ an sinh xã hội ở đây quá tốt mà, họ giúp cho mình hết. Cho nên đó, người có năng lực đó thì phấn đấu để mình dùng sức lao động của mình giúp đỡ cho cuộc đời. Đóng thuế cũng là một cách bố thí cúng dường, vì nhà nước sẽ sử dụng cái khoản tiền đó đó cho các hoạt động gọi là an sinh xã hội. Ngoài ra quý vị nên phát tâm hiến máu, trung bình một tháng, xin lỗi, 4 tháng một lần chúng ta hiến máu, thì máu sẽ có cơ hội tái tạo lại. Hoặc là quý vị phát nguyện hiến mô tạng, tức là để cho khi mà mình qua đời do tai nạn giao thông, tai nạn thiên tai, hoặc là bệnh không thể nào qua khỏi được đó, thì lúc đó đó các cái là lục phủ ngũ tạng của chúng ta được lắp ghép vào cơ thể của người khác, tạo điều kiện cứu sống cho 6 đến 13 người được tái sinh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Hoặc là quý vị có thể hiến thi thể cho y học, để thi thể đó đó được sử dụng 3 năm làm tiêu điểm để các thực tập sinh bác sĩ mổ xẻ, nghiên cứu, học hỏi, nhằm là điều trị bệnh cho người thật đó được tốt hơn. Giúp người một lời nói, khuyên tặng, tán dương, tùy hỷ, hoặc là lên dây có tinh thần cho người khác, đều được xem là bố thí niềm vui không sợ hãi cho tha nhân. Như vậy, ở những phương diện này đó, không cần có tiền chúng ta vẫn bố thí và cúng dường được, làm được lợi ích cho tha nhân. Huống hồ là có điều kiện tài chính, có nghề nghiệp ổn định, có các đủ thuận duyên, thì chúng ta nên bố thí và cúng dường, vì việc làm đó đó làm cho mình có được cái nguồn phước báo, và nguồn phước báo này sẽ trở thành vệ sĩ bảo hộ chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Cũng trong một hoàn cảnh tai nạn giao thông, một tập thể thì chết hết, nhưng người có phước bố thí cúng dường đó thì vẫn còn sống. Trong mọi tình huống thăng trầm của nền kinh tế do khủng hoảng tài chính, thì người có phước về tài sản đó vẫn tiếp tục đứng dậy, tiến tới phía trước, và thậm chí đó
trong hoàn cảnh đó người đó lại càng giàu sang hơn. Bố thí cúng dường sẽ giúp cho chúng ta đó có được các hành động nhân văn và mang lại các giá trị cao quý cho đời. Điều hai, người giàu sang thích học đạo. Thông thường là người giàu sang đó nghĩ rằng là họ có phước quá nhiều à. Họ cũng nghĩ rằng đó là họ chưa từng tạo tội, chưa từng phạm pháp, cho nên họ không có nhu cầu tu học Phật. Phần lớn tại các chùa đó, người tu học là thành phần bình dân. Những người bị thiếu thốn, khó khăn, ốm đau, bệnh tật, bất hạnh, hoặc là bị trải qua các tình huống ba chìm, bảy nổi, tám lên đên. Cho nên khi đạt được cái vị thế xã hội cao, giàu sang phú quý đó, thì những người đó lo đắm chìm mình ở trong sự hưởng thụ vật chất thôi, họ không biết tu. Chính vì thế mà trong kinh nói đó, sanh ra làm con người ở địa cầu này là thuận lợi nhất. Vì có rất nhiều con người ở các quả địa cầu khác đó, phước báo lớn quá, nên suốt ngày họ đam mê vào hưởng thụ thôi. Và đâu có cái khổ gì đâu mà họ đi đến chùa. Hiểu như thế là một sai lầm. Đi đến chùa không phải là để giải quyết nỗi khổ niềm đau, mà đến chùa đó là để cho phước của mình được tăng trưởng hơn, hạnh phúc của mình đó được chất lượng hơn, giá trị của một kiếp người đó được nâng cao hơn. Nhờ đó đó chúng ta trở nên năng động hơn, tích cực, lạc quan, yêu đời, phụng sự và đóng góp. Bởi vì ngoài xã hội đó là lúc là chúng ta làm vì cầu danh. Chỗ nào á có danh thơm tiếng tốt á, thì nhiều người hướng đến. Còn chỗ nào mà khó khăn á thì ít khi chúng ta quan tâm. Chỗ nào có truyền thông á thì nhiều người thích làm. Chỗ nào lặng lẽ, thầm lặng đó thì ít người tham gia. Người giàu á thì thường họ thông minh. Thông minh từ cái kinh nghiệm thực tiễn, thông minh nó từ cái kinh nghiệm trường đời. Cho nên họ giàu hơn những người còn lại. Cho nên trong lúc giàu, theo Đức Phật đó, phải học đạo. Và làm được điều đó là một điều rất là khó. Chùa tôi nằm ở số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh và Sư Vạn Hạnh. Đường Nguyễn Chí Thanh này song song với đường Hùng Dương, An Dương Dương. Và chợ Ấn Đông nằm chính giữa hai con đường này. Cho nên đường Chi Mai đó, chùa Giác Ngộ chỉ cách chợ Ấn Đông khoảng chừng là 80 mét thôi. Thì tại khu vực này đó có rất nhiều người giàu. Họ làm nghề tiệm vàng, buôn bán nữ trang cao cấp, rồi buôn bán kim cương và nhiều cái trang sức phẩm đắt giá cho những quý ông quý bà giàu sang phú quý. Thì mấy chục năm mà tôi tu học tại đây đó thì cũng có rất nhiều những người giàu đó đến chùa, nhưng mà họ đến đó, lại Phật cầu nguyện cho mình giàu sang thêm thôi về, ít khi nào tu lắm. Từ năm 2011 khi tôi bắt đầu tổ chức khóa Quỹ Đạo Phật ngày nay đó, thì có các Phật tử mạnh thường quân phát tâm làm con chim đầu đàn. Thì tôi mới nhờ Phật tử này đó mời gọi các Phật tử nhà giàu làm nghề tiệm vàng đó, họ mới tham gia với quỹ. Nhờ đó mà Quỹ Đạo Phật ngày nay đó được phát triển khá mạnh. Năm 2016 đó thì Quỹ Đạo Phật ngày nay đã đóng góp được khoảng là 1 triệu Mỹ Kim cho các hoạt động từ thiện và nhân đạo với vài chục chuyến Phật sự. Và chúng tôi làm rất minh bạch, mỗi một chuyến thì có mã số bằng chữ C, khoản tiền nào đóng góp cho Phật sự nào đó thì gắn vào Phật sự đó, chứ không sử dụng lẫn lộn qua lại. Thì kể từ khi tham gia vào hoạt động từ thiện đó
thì những người nhà giàu này đó có cơ hội nghe được thuyết giảng vì họ được tôi khích lệ đi trực tiếp. Và trước khi trao tặng quà từ thiện đó thì tôi đều thuyết giảng một bài giảng trung bình 60 phút. Lúc đầu họ nghe nó dễ buồn ngủ lắm vì chưa quen, dần dài rồi nghe xong rồi thích xong rồi bắt đầu kính mến Phật, trở thành Phật tử. Rồi sau khi trở thành Phật tử rồi tham gia vào đạo tràng chùa Giác Ngộ thì mỗi tuần chủ nhật đều có khóa tu. Khóa tu thiền thì khoảng 900 người, khóa tu tuổi trẻ thì khoảng 750, khóa tu trung niên và lão niên đó thì cũng khoảng 700. Chủ nhật nào á, những người tham gia vào lãnh đạo quỹ này đều có mặt với vai trò là vừa điều hành và vừa là người tham gia khóa tu. Thì đó là cái số lượng tôi cho rằng rất hiếm có. Phần lớn người giàu người ta không chịu đi chùa vì ta chấp vào cái tôi đó và cái vị thế xã hội. Chùa thì phần lớn là ngồi dưới đất, tư thế bình dân giản dị, không phân biệt. Bây giờ mà họ ngồi xuống cùng với những người nghèo, những người bình dân, họ cảm thấy là mình giảm giá trị đi. Cái bệnh cái tôi đó làm cho rất nhiều người khó tu. Cho nên đó, giàu mà tu tập được là rất quý, học được Phật đó là rất quý. Học đạo thì phải hiểu Phật pháp qua nghe giảng, qua học Phật, rồi áp dụng Phật dạy trong đời sống, thì những người như thế là ngày càng giàu hơn thôi. Thời Đức Phật thì có hai vị triệu phú cư sĩ, đó là nữ cư sĩ Visakha và nam cư sĩ Cấp Cô Độc. Hai vị này đều sống ở thành Xá Vệ và trở thành mạnh thường quân của Đức Phật. Và Đức Phật đã cư trú tại đây đó 24 năm 9 tháng để làm Phật sự và đào tạo tăng tài. Nếu không có hai vị mạnh thường quân này đó, các hoạt động Phật sự của Đức Phật đó cũng bị những giới hạn nhất định. Cho nên đó, thay vì đó, người giàu có thói quen là trải tiền cho các cái sự mua sắm đẳng cấp như là áo hàng hiệu, rồi sản phẩm da, giày, lông thú, guốc, trang sức phẩm, mà mỗi khi đó là sử dụng có một lần là không xài nữa, rất là phí. Hoặc là đến các khách sạn 7 sao, các nhà hàng 7 sao ăn để xác định đẳng cấp của mình. Món ngon, vật lạ, thủy hải sản tươi sống trước thêm nhiều bệnh tật vào thân. Thì những người có hiểu biết đó và bắt được đạo Phật đó thì họ sẽ sống bình dị hơn, gần gũi hơn với mọi người để làm những việc khó làm. Cũng có những Phật tử trong quỹ của tôi đó thuộc hàng triệu phú mà mỗi tháng họ phải đi vận động tiền bạc cắt từ quần chúng để tạo cái tính quyến thuộc cho nhiều người làm từ thiện. Thì dĩ nhiên là họ cũng bỏ ra khoản tiền rất là lớn mỗi tháng, có khi là vài trăm triệu, có khi một tỷ đồng để làm, nhưng mà vẫn dành thời gian để khích lệ với người khác. Khi mà một người già giàu đó học đạo rồi và làm Phật sự thì những người khác bắt chước theo dễ lắm, vì họ nói được họ làm được, họ làm xung phong điển mẫu đi trước, cho nên những người khác đó dễ noi gương theo. Và do đó ở hoàn cảnh khấm khá, quý vị nhớ là đừng có goodbye Đức Phật, nghe không? Điều 3, chẳng kẹt vào lời thị phi. Theo nghĩa đen á, thị phi á là những lời phê bình, chỉ trích, nói xấu, bàn luận chuyện nhỏ to tâm sự, các vấn đề trong nhà ngoài phố vốn chẳng có liên hệ gì đến mình và người thân. Giới báo chí Việt Nam hiện nay đó đang nghiện các tin tức thị phi của các văn nghệ sĩ, toàn là những chuyện xấu thôi, chuyện ly dị, chuyện thất tình, chuyện bị phạt, chuyện hút sách, chuyện thói quen tật xấu. Và những cái thông tin đó đó, nó tạo cái cơn nghiện cho người đọc, người nghe, người xem.
Và truyền thông kỹ thuật số bây giờ người ta câu view để làm giàu và kiếm tiền thôi. Ta mở ra các kênh YouTube có đăng ký tác quyền, đưa những cái tin gàn dở này đó, lượt truy cập càng nhiều á, thì mỗi tháng họ kiếm vài ngàn đô dễ lắm. Và từ đó đó, rất nhiều người đã khai thác cái yếu kém của kênh YouTube này đó để có tiền mà không phải lao động. Từ đó đó, họ gieo những nghiệp thị phi, và thỉnh thoảng đó, bao gồm những câu chuyện vu khống, xuyên tạc, cường điệu hóa, có thành không, không thành có, trắng thành đen, đen thành trắng. Kẹt vào thị phi thì gồm có 3 phương diện. Thứ nhất là nói lời thị phi. Thế mình đến đầu A nói chuyện người B, qua người B thì nói chuyện người C, gặp người C thì nói chuyện người D. Và đôi lúc làm cho tất cả những người này phải nghe quá nhiều những cái câu chuyện buộc phiền não, không có niềm vui, toàn là chuyện tào lao, chuyện xấu, chuyện dở, và làm cho người khác đó đã trở thành cái sọt rác chứa đựng lời thị phi. Chuyện thị phi đó còn làm cho người nghe đã trở thành đó là nạn nhân của những câu chuyện không đáng nghe. Họ phải nghe những cái chuyện của người khác, người nói đó thì có thể giải tỏa tâm lý nhất thời, nhưng mà người nghe chứa đựng nhiều quá đó thì nỗi khổ niềm đau, phiền não, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi được lây lan. Thứ ba, có nhiều người khổ vì chuyện thị phi liên hệ đến khổ do nói, khổ do nghe, hoặc cả hai. Người bị cảm xúc nhiều thì thường dễ cảm thấy mình bị xúc phạm, bị nói xấu, bị đem ra làm đàm tiếu, cho nên dẫn đến tình trạng là mất ăn, bỏ ngủ, đứng ngồi không yên. Tu học Phật rồi đó, chúng ta phải thấy chuyện thị phi đó là chuyện vớ vẩn, không đáng để chúng ta phải bận lòng. Tu học Phật đó, chúng ta phải nhớ điều đạo đức thứ tư, đó là chỉ nói những gì mà mình biết chắc chắn rằng đó là sự thật. Chỉ nói những gì mang lại giá trị hòa hợp và đoàn kết. Chỉ nói những nội dung lịch sự, lễ phép, có văn hóa, và sẵn lòng nói những gì có giá trị và lợi ích, ngoài ra đó thì không có nói. Như vậy đó, người tu học sẽ rất kiệm lời, nói cái gì là có giá trị cái đó. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ giảm được nghiệp thị phi. Nếu nói về người khác thì tìm cái hay cái tốt để tán dương, tùy hỷ công đức và giúp cho mọi người cùng học hỏi. Còn muốn xây dựng một người nào đó, hãy góp ý chân thành khi người đó ở riêng một mình. Thế giới truyền thông này phức tạp lắm, mà người ta thường gọi đó là fake news, những tin tức dởm mà đóng vai là tin tức thật, truyền bá đi rất nhanh chóng. Đến độ đó, nó gây đổ vỡ hạnh phúc và tạo ra rất nhiều các nỗi hàm quan. Cho nên chúng ta hãy thận trọng, không nên tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh của bất kỳ ai, và cũng không nên vô tình tạo ra nỗi hàm quan dẫn đến nỗi đau và khổ lụy ở biết bao nhiêu người bị quan trái. Đó phải chánh niệm lời nói. Trước khi nói cái gì đó, chúng ta hãy đắn đo, nói một cách lịch sự để mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho những người đó sống xung quanh chúng ta và những người được chúng ta quan tâm. Đồng thời hãy tạo thành thói quen mới, thay vì nói về nhau là nói thị phi, thì chúng ta hãy nói với nhau. Nói về nhau là nói về một người hay nhiều người đang vắng mặt. Thì lúc đó đó, chúng ta có tình huống là cường điệu lên, nói xấu, nói dở, nói dai, nói dài, nói tào lao. Còn nói với nhau là nói trực diện. Nói trực diện thì mình phải biết lịch sự tối thiểu, lời nói không mất tiền mua. Dù mình không thích người đó đi nữa, mình cũng phải dùng cái ngôn ngữ khéo léo,
nói thế nào đó để mình và người đó không có đào sâu vào điểm gì bẹt, đào sâu vào những khoảng cách. Thì bằng cách này đó, quý vị sẽ tăng trưởng uy tín qua truyền thông. Cho nên đó, không dướng kẹt vào thị phi đó là một điều rất khó làm, nhưng mà khi làm được đó, giá trị cuộc sống quý vị sẽ được gia tăng. Điều 4, bị oan nhục không oán hận. Oan á là bị hiểu lầm rằng á mình là một tác giả của một hành động nào đó mang lại nỗi buồn, niềm đau, những việc không vui, mà trên thực tế đó mình chỉ là nạn nhân thôi. Bị nhục mạ có thể bằng lời nói, bằng phương tiện truyền thông, bằng email, bằng blog cá nhân, bằng trang mạng xã hội, bằng phê phán, bằng chỉ trích, chọt gậy bánh xe, phá đám, đâm chọc, châm biếm, khiêu khích, trực tiếp hay gián tiếp, bởi những người hiểu lầm mình, những người ganh tị, những người có cá tính xấu, những kẻ là không biết là phân biệt đâu là người tốt kẻ xấu, và nhiều nguyên nhân khác nữa. Tâm lý thông thường của chúng ta là khi mà bị nhục mạ là chúng ta sẽ phản ứng. Có người đó máu đền máu, răng đền răng. Có người là ăn thua đủ, theo kiểu mềm thì nắng, rắn thì buông, tức là phải cứng rắn lên để ai đụng đến mình ta sợ không dám đụng nữa. Ai chửi mình câu, mình chửi là 5 câu ta sợ ta chạy mất dép luôn. Thấy mình dữ quá mà tôi giữ không lại thì ta phải tẩu vi thượng sách thôi. Vì người tu học Phật không làm như thế, tức là giữ một thái độ rất điềm tĩnh. Bị hàm quan á thì không nên á chịu đựng hàm quan tiêu cực, vì đạo Phật không dạy như thế. Luận Bảo Dương Tâm Muội suối một câu rất là nguy hiểm: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Cái này là rất tai hại. Trong kinh á, khi Đức Phật bị hàm quan, Đức Phật trở nên rất điềm tĩnh. Chờ người đó nói xong rồi đó, Đức Phật mới giải thích và dùng những cái câu nói như thế này: điều này không có trong tôi không phải là tác giả của vấn đề này. Ít nhất là Ngài phải nói minh bạch hóa ra để cho mọi người không ngộ nhận rằng Ngài là tác giả. Và khi nói điều đó đó, Ngài không có oán trách, hờn giận, căm phẫn, tức tối, thù hằn, oán kết gì với người đó. Chỉ mong cho người đó là hiểu đúng thôi. Và phần lớn đó, những cái nỗi hàm quan đó được Đức Phật giải quyết rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như khi thương gia Gia Xá đi tu, bỏ cơ hội kế thừa gia tài triệu phú của cha ông, người cha biết được rất là giận, nghĩ rằng là Đức Phật là một nhà phù phép dụ dỗ con của ông. Cho nên á, người cha này đã đến gặp Đức Phật chửi mắng xối xả vào Ngài. Đức Phật vẫn lặng thinh không nói, gương mặt là vẫn là thoải mái hoan hỷ thôi. Ông chửi hoài mà không thấy Đức Phật phản ứng gì, ông tức quá ông mới nói khích: tôi biết rất rõ ông là một kẻ điếc, cho nên là đâu có nghe tôi chửi. Và đồng thời ông cũng là một người câm, vì không có người điếc nào mà không câm. Cho nên mới lì lợm như thế này. Chứ gặp người khác người ta đã trả lời rồi. Đức Phật vẫn thản nhiên. Ông chửi hoài không thấy gì hết, cái ông mất hứng đi. Chờ ông lặng thinh đó, Đức Phật mới hỏi: này ông bạn, khi ai đó đó đem quà đến tặng nhân dịp sinh nhật hay là dịp vui mà bạn không có nhu cầu để tiếp nhận đó, thì phần quà đó thuộc về ai? Ông triệu phú đại ông nói: dĩ nhiên là thuộc về tôi rồi. Thì xin lỗi, thuộc về cái người nào mang đến nè? Đức Phật trả lời: cũng như vậy, hồi nãy giờ đó ông tặng cho tôi nhiều món quà lắm, tiếc là tôi không có chỗ để cất nó, phiền lòng ông mang về. Thì bằng lời nói ngắn gọn này đó, Đức Phật đã cảm hóa được ông triệu phú đó.
Và ông ấy đó bắt đầu hiểu ra được chân lý Phật hấp dẫn. Đến độ ông cũng cảm thấy bị thuyết phục mà. Thì nói chi là đứa con trai ở tuổi thanh xuân giác ngộ được chân lý Phật, bỏ cái cơ hội làm giàu kế thừa, trở thành một nhà tâm linh, và sau đó là chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cho nên ông ủng hộ lý tưởng của con trai mình. Và từ đó cho đi đó, ông trở thành một Phật tử rất thuần thành, một mạnh thường quân lớn của Đức Phật. Khi chúng ta bị xúc phạm thì luật pháp cho phép mình nhờ luật can thiệp. Là tội xúc phạm nhân phẩm người khác là rất nặng, tội vu cáo thì lại càng nặng hơn. Nếu chuyện nó không đáng gì ta thôi, chúng ta không cần phải bận tâm. Vì nhờ luật sư ở Mỹ đó, cứ một giờ tư vấn là 300 đồng Mỹ Kim. Và vụ kiện nào cũng kéo dài là nhiều tháng nhiều năm, và lúc mình trắng tay luôn á. Vì nhiều luật sư giỏi á, có thể cải trắng thành đen, đen thành trắng. Nhưng mà khi mà bị thương tổn nặng, tổn thất nặng bởi những lời vu khống xuyên tạc đó, thì đạo Phật cho phép quý vị nhờ đến luật pháp tìm sự công bằng xã hội, mà mình đó đang bị dìm vào nỗi đau của nỗi hàm oan. Nhưng mà khi làm việc đó đó, đừng để cho tâm hận thù chi phối dẫn dắt mình. Chúng ta làm để minh bạch quá hầu mọi việc thôi. Quý vị vẫn phải hít thở, nở nụ cười, không quan trái, không kết hận gì tới ai, cũng không trả đũa gì hết á. Thì ai sai người đó phải đền tội trước pháp luật. Nếu luật pháp có giới hạn đó, thì người đó phải đền tội trước luật nhân quả thôi. Còn bản thân chúng ta không tài lanh làm thế chức năng luật pháp, cũng không tài năng làm thế chức năng của luật nhân quả. Phim hành động của Hollywood Hoa Kỳ, Bollywood Ấn Độ, võ lâm của Trung Hoa đó có điểm giống nhau, là những người anh hùng trong phim đó không gọi là nương vào luật pháp, họ tự hành xử, họ trừng phạt kẻ gian, giết kẻ xấu để mang lại cái công bằng xã hội cho những người bất hạnh thôi. Điều đó là phạm pháp, và cái này rất nguy hiểm. Nó dẫn dắt người xem phim làm những cái hành động giết người ở ngoài thực tế khi bị kích thích và mất sự kiểm soát tâm. Cho nên phải làm sao đó, đừng để cho tâm mình bị nỗi oán hận, nỗi thù hận, nỗi giận tức, trả đũa đó khống chế xâm chiếm mình. Hãy để cho tâm mình trở nên trống trải, nhờ đó nó được thư thái, mà người thư thái thì có được chất lượng hạnh phúc cao, mới có khả năng đó là truyền trao được cái nguồn năng lượng hạnh phúc cho những người là thân của mình đang sống xung quanh. Mình phải biết quý trọng người thân, chứ là dướng kẹt cái hình ảnh của kẻ xấu trong đầu mình làm gì cho mệt. Họ đâu có xứng đáng để mình nhốt họ trong đầu của mình đâu. Mình phải để những người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, những người giúp đỡ chúng ta đó là ở trong đầu để mình đền ơn họ. Còn kẻ xấu, người dở, người tệ bạc, người quậy phá, người tác nhân gây khổ, không xứng đáng để chúng ta phải lưu nhớ ở trong đầu mình. Bằng cách đó đó, chúng ta sẽ có bản lĩnh lớn, có sức chịu được tích cực, để có thể đó là chế tác được năng lượng hạnh phúc và bình an. Điều năm, thông suốt chân lý Phật. Chân lý Phật được Đức Phật thuyết giảng từ lúc Ngài 35 tuổi, tức là giác ngộ dưới cội Bồ Đề, và qua đời ở tuổi 80 tại Kusinaga. Trong 45 năm đó, đó, mỗi năm trung bình có 365 ngày. Mỗi ngày Đức Phật thuyết trung bình khoảng 5 bài chân lý. Tổng cộng lại là có 84.000 bài giảng. Về sau này đó, Trung Quốc á, dịch thoát nghĩa thành là 84.000 pháp môn, cho nên hiểu sai. Trong tiếng Pali, từ này được gọi là Dhamma Khanda. Dhamma là chân lý Phật, Khanda đó là nhóm chủ đề hay là chuyên đề. Dhamma Khanda có thể dịch nghĩa đen đó là gì? Pháp uẩn
hay là chuyên đề chân lý, hay là chuyên đề pháp thoại, hay là một bài pháp thoại. Thì suốt qua 45 năm Đức Phật nói mà 84.000 bài là chuyện bình thường thôi. Vì Ngài bận rộn suốt ngày. Mỗi ngày Đức Phật ngủ chỉ có khoảng 3 giờ đồng hồ thôi. Còn thời gian còn lại là giảng chân lý, hướng dẫn tu tập. Chứ không làm gì có 84.000 pháp môn. Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất là Tứ Thánh Đế thôi. Ngài rất dứt quán về pháp môn này. Pháp môn này gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc, thực tập bát chánh đạo để giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau thôi. Cho nên cho rằng là Đức Phật nói 84.000 pháp môn, chúng ta vô tình chứng minh rằng Đức Phật là một người tự mâu thuẫn lớn, mâu thuẫn ít nhất là 83.999 lần với chính mình. Khi đó còn gì là trí tuệ nữa. Đặc điểm của trí tuệ là tính thống nhất, tính lập trường đối với cái thiện, không thể có mâu thuẫn và không thể có chần chừ do dự được. Với ngần ấy 84.000 đề tài chân lý Phật mà một kiếp người ngắn ngủi ở Mỹ này, châu Âu và những nước tiên tiến đó, các Phật tử phải đi làm trung bình một ngày mất hết là 11 tiếng rồi. 8 giờ làm cộng với 3 tiếng đi và về, ngủ 8 tiếng, thời gian còn lại sinh hoạt gia đình, vợ chồng con cái đó chỉ còn có 4-5 tiếng thôi. Nào là vệ sinh cá nhân, giặt giũ, nhà cửa, dọn dẹp. Cho nên ai cũng tất tần tật, bận rộn hết á. Vì mỗi gia đình có một vài thành viên thôi. Cho nên á, thông suốt chân lý Phật đó, nó đòi hỏi chúng ta phải biết cách. Thời xưa đó, để học kinh Phật, quý vị chỉ có nước là đọc kinh. Đọc kinh thì quý vị phải vào tàng kinh các. Được hiểu theo ngôn ngữ hiện đại đó là gì? Thư viện Phật Pháp. Mà nhiều quá mà mình không có nghi ngủ kiến thức ngôn ngữ cổ rồi sao đọc. Kinh Phật đó, được viết đầu tiên đó là bằng ngôn ngữ Pali, sau đó là ngôn ngữ Sanskrit, và được dịch ra là Hán cổ, rồi Tây Tạng cổ, và bây giờ thì tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Việt. Thì làm sao mình đọc hết được? Chân lý Phật thì lại sâu, sâu quá, cho nên là có những trường hợp là khó hiểu. Nếu không có người hướng dẫn, phân tích, giải thích thì chúng ta đọc quề chắc luôn. Ngày nay đó, chúng ta có nhiều hình thức kinh. Kinh dưới dạng sách điện tử, thì trang Đạo Phật Ngày Nay do tôi biên tập đó, đã giới thiệu các kinh Phật hàng trăm quyển, sách Phật hàng ngàn quyển từ năm 2000. Từ năm 2004 đó thì Chùa Giác Ngộ tiếp tục ấn bản Đại Tạng Kinh bằng âm thanh. Tất cả các bài kinh Phật dạy đã được âm thanh hóa. Ít nhất á là kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm và các bài kinh điển Đại Thừa phổ thông hoàn toàn miễn phí, phổ biến trên trang chùa-giác-ngộ.com và phatam.com. Đọc kinh á, thì quý vị phải ngưng lại các việc làm. Nghe kinh á, thì có thể vừa đi xe đến công sở vừa nghe được. Ở nhà đó, đang làm vệ sinh cá nhân, giặt giũ, nấu nướng, hay là lau quét dọn nhà, quý vị vẫn có thể nghe kinh được. Không có tội lỗi gì hết á, và cũng không có kiêng cử gì hết á. Đi trên máy bay, trên xe lửa, ngồi xe hơi, ở đâu quý vị cũng có thể nghe kinh được. Quý vị chịu khó vào hai trang web nêu trên đó để download. Thì đó là nỗ lực mà tôi đã cùng với cái nhóm mà thực hiện đó, tiến hành từ là 2004 cho đến là nhiều năm qua. Và sắp tới là tiếp tục làm hàng trăm các cái quyển sách đó khác, để cho người Phật tử đó là mở rộng sự hiểu biết về chân lý Phật. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc. Mỗi toa thuốc thì có chức năng trị bệnh nỗi khổ niềm đau khác nhau. Không có toa thuốc nào trị báo bệnh,
không có kinh nào có thể đó giải quyết toàn bộ nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Chính vì thế đó, mỗi ngày tôi khuyên các Phật tử nên đọc đó là 1-2 bài kinh mới trong vòng 30 phút, hoặc ít hơn chút, hoặc nhiều hơn chút. Quý vị sẽ có được các cánh cửa sổ tri thức nhằm giải quyết được nhiều nỗi khổ niềm đau và những sự bế tắc trước đó. Nghe hoạt động đoạn nào, trang nào, ý nào không hiểu thì điện thoại hỏi các thầy các sư cô. Bây giờ chúng ta có là Viber, Zalo, FaceTime, Line, Skype, vân vân. Gọi quốc tế, vừa nghe âm thanh vừa thấy hình hoàn toàn miễn phí. Việc hỏi tăng ni thì rất là dễ, chỉ cần chúng ta có tấm lòng và quyết tâm hiểu thôi, thì chúng ta có cơ hội học được nhiều điều khác lắm. Thì học nhiều kinh á, chúng ta sẽ có giá trị thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển lớn. Cho nên á, đừng có đọc suốt cả một kiếp người 1-2 bài kinh. Cái đó giống như mình ăn một món á, món ruột mình ăn hoài rất ngán luôn. Nó dư thừa cái chất đó và thiếu nhiều chất bổ còn lại. Thì tạm gọi là đọc nhiều kinh nó giống như mình vào một cái siêu thị có hàng ngàn món, và mình chọn những món mình thích hoặc là những món mình thiếu. Hoặc cũng giống như một buffet chay có 100 món, ăn những món hợp gu, có chất bổ, an toàn thực phẩm. Thì đọc kinh cũng như vậy, ai đọc một bài kinh đó thì không thể nào có trí tuệ lớn được. Vậy việc đó rất là khó, là bởi vì là một số thầy, một số sư cô cực đoan đó, dạy chúng ta là gì? Chỉ niệm danh hiệu Phật A-di-đà thôi, niệm Phật khác là tạp niệm. Chỉ đọc kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh A-di-đà thôi, đọc các kinh khác đó là tạp tụng. Chỉ tu pháp môn Tịnh Độ thôi, tu các pháp môn khác đó là tạp tu. Nghe nói là tập niệm, tập tu, tập tụng là ai không sợ. Từ đó suốt một kiếp người chỉ đọc kinh A-di-đà và Vô Lượng Thọ đâu có đủ gì đâu. Nếu hai kinh đó mà đủ á, Đức Phật trong 45 năm đâu thuyết giảng là mấy chục ngàn bài kinh, làm gì cho mệt. Sở dĩ Đức Phật nói nhiều bài kinh là Đức Phật biết là cái nỗi khổ niềm đau á của chúng sinh như là những cơn bệnh, và mỗi người một kiểu. Thì có cái loại bệnh khổ A đó thì phải sử dụng bài kinh A, rồi cái khổ tâm B đó phải sử dụng bài kinh B, bài cuộc sống thì mới giải quyết được. Cho nên tụng kinh đừng có cầu phúc, tụng kinh đừng có lại đọc một chữ lại một lại, đọc một câu lại một lại, phí. Ai muốn lại đó thì lấy các nghi thức sám hối như là nghi thức hồng danh, tam thiên Phật, ngũ bách danh, vạn Phật, tha hồ mà lại. Thì mỗi ngày trung bình mình lại 50 lại đến 100 lại, khỏi cần đi thể dục thẩm mỹ hay thể dục dụng cụ, quý vị được an toàn sức khỏe, đỡ tốn tiền bác sĩ, đỡ là mua bảo hiểm giá cao. Đồng thời đó, động tác lại còn giúp cho quý vị tĩnh tâm, đạt được chánh niệm, an lạc nhẹ nhàng thư thái, sám hối nghiệp trước nè, nó nhiều lợi ích lắm. Cho nên phải cố gắng làm sao nêu cam kết mỗi ngày tôi phải đọc vài trang kinh Phật. Mỗi một trang kinh Phật đó được xem như là một cái chất bổ dưỡng tinh thần và đạo đức, và thấy như thế. Chứ còn đời sống kinh tế vật chất không chưa đủ, và quý vị giải trí văn hóa như là xem phim, xem nhạc, xem kịch, xem sách bình thường chưa đủ. Đọc sách Phật quý vị sẽ thấy là không có trí tuệ của nhà tôn giáo nào, triết gia nào có thể ngang bằng với Đức Phật. Mà nếu quý vị chỉ đọc có một vài bài kinh cầu an, cầu siêu không sao đủ được. Phải đọc nhiều bài kinh dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan, giải thoát quan. Để khi mà mọi thành phần xã hội đó, họ bị vướng kẹt phương diện nào, muốn tìm hiểu cái gì đó, chúng ta đủ kiến thức để hướng dẫn họ. Do đó tôi đề nghị quý vị nên đọc các kinh sau đây. Thứ nhất, nghi thức thiền môn nhật tụng đại toàn của thiền sư Nhất Hạnh, gồm có 20 bài kinh.
Thứ hai, kinh tụng hàng ngày do tôi biên tập và xuất bản năm 1994. Thứ ba, kinh Phật cho người tại gia gồm có 63 bài kinh do tôi phiên dịch và xuất bản, chia thành các nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, các kinh về triết lý sống, các kinh về thiền và kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau, và các kinh về tịnh độ. Thì đọc những bài kinh đó đó, quý vị sẽ thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình về Đức Phật, về đạo Phật. Không còn mê tín nữa, không còn sợ hãi nữa, không còn đó là nghĩ lung tung nữa, và chúng ta có một niềm tin bất động đối với Đức Phật lịch sử, đối với chân lý Phật, đối với tăng đoàn Phật. Ở hoàn cảnh nào, dầu khó khăn, dầu bị cưỡng bức lỗi đạo, dầu thông qua con đường hôn nhân với người khác đạo, chúng ta vẫn giữ được đạo gốc của mình, đó là đạo Phật. Thế là giá trị của việc nghe kinh, đọc kinh, hiểu kinh và thực hành kinh. Và làm việc đó đó là một điều rất quý giá cho mình ở trong đời. Nó quý còn hơn là mình sở hữu tài sản, vì tài sản có thể hết do vô thường. Nhưng mà trí tuệ do đọc kinh đó sẽ giúp cho chúng ta thông thái hơn, phong phú đời sống tinh thần, trở nên đó, giàu từ bi, vô ngã vị tha, hiểu biết rõ, học rộng, hiểu nhiều, hiểu thấu đáo, hiểu chiều sâu, hiểu nâng cao. Nhờ đó đó, chúng ta giúp được cho rất nhiều người khắc phục được những yếu kém của họ. Và nhờ vậy, cuộc sống của mình đó, ngày càng được hạnh phúc và phong phú hơn. Điều 6, diệt trừ ngã mạn. Ngã mạn là chấp vào cái tôi cho mình là số 1. Từ đó đó thể hiện qua các hành vi như là cống cao, tự hào, tự đại, rất là khó ưa, rất là khó thương. Người đó lúc nào cũng cho mình là lớn, là quan trọng, là chính yếu, là trục xây, là tâm điểm, và buộc mọi người đó phải lệ thuộc vào mình, tùy thuận theo mình. Ai nói khác với quan điểm mình đó, thì cảm thấy phiền não, khó chịu, trở nên rất là độc tài, độc đoán. Thậm chí nhiều tình huống đó, kẻ ngã mạn trở nên độc ác. Vượt qua được tâm lý ngã mạn là rất khó. Những người thành công nhiều hơn, có sắc đẹp hơn, có chiều cao hơn, có tài sản hơn, có vị thế xã hội hơn đó, thì thường đó thấy rằng mình thông minh hơn những người còn lại, cho nên dễ rơi vào tình trạng khinh khi người khác, xem mọi người đó là nhỏ bé và quả đất này như bằng nắp dung thôi. Họ cao ngạo, và thái độ đó đã vô tình tạo ra các rào cản xã hội, như là bức tường Berlin hay là dải dạng đít trường thành ngăn cách mình với những người khác. Ai lỡ rơi vào tâm lý này đó, nên bắt chước học là Ngài Mã Minh, là một vị Bồ Tát Ấn Độ. Khi ai ca ngợi Ngài đó, có trí tuệ số 1 đó, thì Ngài chỉ khiêm tốn nói thế này nào: trí tuệ tôi đạt được là học từ Đức Phật. Và trên thực tế đó, những gì tôi đạt được trí tuệ đó, so với Đức Phật cũng giống như là con đom đóm, không thấm béo gì với cái vầng thái dương vào giữa trưa. Đơm đớm á, chỉ là ánh sáng lập lòe về đêm thôi, không sáng bằng đuốc, bằng đèn dầu, đèn cây, huống hồ là đèn điện hay là các phương tiện ánh sáng như là mặt trăng và mặt trời được. Sự khiêm tốn đó sẽ giúp cho chúng ta rộng mở tinh thần, thoải mái, sẵn sàng lắng nghe, học hỏi để khắc phục chính mình và làm cho chính mình trở nên số dách. Người nào biết lắng nghe nhiều, học hỏi nhiều á, thì trở thành là tập hợp của các túi khôn. Cho nên trong giao tế đó, chúng ta phải học thói quen là gì? Hỏi nhiều để cho người ta chia sẻ cái hay, và nói ít về mình, đó là người khôn. Còn người dở là kể về mình, ca ngợi mình, tán dương mình, là thị phi về mình, bơm phồng mình lên. Rốt cuộc rồi đó, mình không học được gì mới hết.
đứng gần là một chỗ thôi, còn người khác là ta tiến bộ về vượt mặt, qua mặt và phá kỷ lục. Để vượt qua tâm cống cao thì chúng ta phải thấy là tiềm năng ở mọi người là ngang nhau. Có thể ở lĩnh vực A đó ta giỏi hơn người khác, ở lĩnh vực B đó người khác giỏi hơn mình và đáng làm thầy mình, như vậy có gì đâu hãnh diện. Chúng ta có thể làm thầy của nhau, làm học trò của nhau. Cái gì yếu kém thì không tự ái, phải học ở người khác. Cái gì giỏi thì không cao ngạo, giấu giếm, bỏn sẻn tri thức, phải hết lòng chia sẻ với sự hoan hỷ lớn. Người càng khiêm tốn chừng nào đó thì được mọi người đó là quý trọng và đắc dân tâm. Làm lãnh đạo trong tổ chức chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội và dân sự, người khiêm tốn lúc nào đó cũng được rất nhiều người đó gần gũi, quý trọng. Còn cái kẻ cao ngạo á, trước mặt người ta sợ thôi, nhưng sau lưng ta không để. Cho nên á, lãnh đạo các hoạt động á, cần phải có tinh thần bình dân, giản dị, chân thành, chất phác, dễ thương. Thì điều đó, đó giúp cho quý vị ngày càng tăng trưởng phước báo và lợi lạc. Mỗi khi tôi đi giảng ở các tỉnh thành hoặc là ở nước ngoài đó, sau buổi giảng đó, thì các chùa thường sắp xếp cho buổi chụp hình tập thể. Tôi để ý tôi thấy rất nhiều Phật tử dễ thương lắm. Họ cố tình quỳ gối xuống để gì? Để cho tôi được cao. Thì tôi thường mời họ đứng dậy và nói với họ rằng đó, quý vị có phước tướng thì cứ hưởng cái phước chiều cao của mình. Thầy Nhật Từ kém cái này nhưng mà có cái khác. Nói theo Việt Nam nó tiếu không? Nhỏ mà có vỏ. Một số người khi gặp chúng tôi lần đầu ngạc nhiên á, nhìn rồi đâm chiêu suy nghĩ, vắt óc, hình như thầy giống thầy Nhật Từ phải không? Thì tôi trả lời tiếu là đúng vậy, giống chứ không phải. Ông thầy Nhật Từ cũng đẹp trai, cũng cao lắm. Thì mấy Phật tử đó, đúng rồi, chứ thấy trong băng giảng khác lắm, chứ đâu phải thấp như thế này đâu. Thôi xin lỗi thầy nha. Thực ra thì lúc mà ngồi giảng á, quay có nửa người. Mà khi quay nửa người, người cao người thấp giống nhau. Và lúc mà ra thực tế mới thấy lùn sủng à. Nói một cái khác là gì? Khi mình ngồi xuống thấp á, thì mình sẽ được cao. Khi mình ngóc lên cao thì mọi người sẽ đè mình xuống à. Đó là quy luật tâm lý, đó là thế. Càng khiêm tốn chừng nào người ta quý trọng mình, còn càng mà đề cao mình đó, ta ghét à. Kẻ cao ngạo là thường bị ghét. Cho nên người giỏi càng khiêm tốn thì càng thành công. Nhưng cái đó nó khó lắm. Phải trừ cái ngã mạn đi. Xem ngã mạn cống cao đó là một cái cố chấp, một bệnh lý, một nỗi khổ niềm đau, một díu mắt. Và cái nhiệm vụ của người tu Phật là gì? Giải phẫu nó ra, cắt bỏ nó đi, giống như cái bục ung thư vậy đó, tháo nó ra. Thì lúc đó đó chúng ta mới trở nên là thành công và đắc dân tâm một cách trọn vẹn. Điều 7, đối cảnh tâm không loạn động. Cảnh là một khái niệm chỉ chung cho đối tượng của nhận thức. Con người thì có 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Trần cảnh ở đây gồm có 6 đối tượng nhận thức: hình thù màu sắc đối với mắt, các loại tiếng đối với tai, các loại mùi đối với mũi, các loại vị đối với lưỡi, các vật xúc chạm đối với thân thể làn da, và mỗi sự vật đối với sự hình dung nhận biết của tâm. 6 giác quan này sẽ phát sinh ra 6 loại nhận thức: thị giác là cái nhìn của mắt, thính giác cái nghe của tai, khứu giác cái ngửi của mũi, vị giác là cái nếm của lưỡi, xúc giác là cảm nhận của thân, và ý thức đó là cái biết của tâm.
đối cảnh đó mà tâm không lại lay động đó là một nghệ thuật tu tập cao. Thì tại sao mà chúng ta cần phải hướng đến đạt được điều này? Là bởi vì đó, trong cuộc sống đó có những điều chướng tai, gây mất, nghịch duyên, trở ngại, bị người phá đám, chọt gậy bánh xe, thách đố, gây sự, dẫn đến tình trạng là cây muốn lặn mà gió chẳng muốn dừng. Chúng ta dễ bị khởi phiền não lắm, chúng ta dễ bị cài bẫy lắm, chúng ta dễ bị là kích thích vào cái cơn giận dữ, tức tối, hận thù, khó chịu, xung đột, mâu thuẫn, va chạm và loại trừ nhau. Những tình huống đó nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ ở nơi chúng ta làm việc. Nhất là chúng ta phải làm việc và sống chung với những người không biết điều, suốt ngày cứ gây sự, kiếm chuyện, ăn thua đủ. Không động tâm không có nghĩa là biến tâm mình trở thành vật vô tri vô giác. Thấy biết hết tất cả nhưng mà tâm mình á không bị vướng kẹt vào đó, thấy bằng trí tuệ để tránh tình trạng là thờ ơ vô cảm, bàng quan vô tích sự, cầu an, bỏ mặc mọi người xung quanh, vì đó là lối ứng xử tiêu cực và vị kỷ. Cái người ích kỷ là người không muốn quan tâm đến người khác. Ai chết mặc ai, miễn họ sống thôi. Ai khổ mặc ai, miễn họ vui thôi. Cái đó là đối lập lại với lối ứng xử của một người tu học Phật. Khi gặp quá nhiều các nghịch cảnh á, thì chúng ta phải giữ bản lĩnh lớn, sức chịu đựng tích cực lớn, điềm tĩnh, sâu sắc, an nhiên, để chúng ta mới nhìn thấy được đâu là nguyên nhân gốc rễ của nỗi khổ niềm đau trong tình huống này và đưa ra giải pháp kịp thời để khắc phục nó và không tạo điều kiện cho nó xảy ra thêm bất kỳ một lần nào nữa trong đời. Đó là người thông minh. Cho nên á, phải có bản lĩnh lớn thì mới có sức chịu được tích cực đó. Mà không á, người ta đã chọn giải pháp tẩu rồi, bỏ chạy. Có người ta là bỏ của chạy lấy người nữa. Ta sợ quá ta chạy mất dép luôn. Để làm chủ tâm mình không bị lay động đó, quý vị thực tập hai kỹ năng thôi, được rút ngắn trong 16 pháp huấn niệm hơi thở Đức Phật dạy trong kinh niệm xứ, tứ niệm xứ, đại niệm xứ, thân hành niệm và kinh 16 pháp huấn niệm hơi thở. Kỹ năng 1 á, quý vị để tâm mình á theo dõi hơi thở ra và vào, hơi thở dài, ý thức được rằng đây là hơi thở dài, hơi thở ngắn nắm rõ rằng đây là hơi thở ngắn, hơi thở vào ghi nhận là hơi thở vào, hơi thở ra đó thì hiểu biết đây là hơi thở ra. Đồng thời với cái hơi thở vào đó, chúng ta liên tưởng đến cái động tác là phình, tức là khí nó đi vào phổi thì ngực lớn ra, đi vào bụng á thì phình to bụng ra, vào đơn điền thì đang điền vận hành. Để lúc mà hơi thở được tống khí ra bên ngoài đó thì chúng ta liên tưởng nó trượt khí đang được tống xước ra, và động tác xẹp á nó làm cho mình nó cảm thấy được nhẹ nhõm. Theo dõi và đếm hơi thở từ con số 1 đến số 7 hoặc 1 đến 18, sau đó từ 18, 17, 16, 15, 14, 13 rồi 21, hoặc là đếm lại từ ban đầu 1, 2, 3 đến 16, 17, 18. Thì bằng cách tập trung này đó, tâm quý vị không còn chỗ để bám víu vào bất kỳ việc sầu bi khổ u não, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách đang diễn ra xung quanh. Đó là phương pháp thay thế và chuyển đổi đài tâm. Phải tập làm quen thay đổi đối tượng nhận thức của tâm theo một chiều hướng tích cực và có giá trị. Chứ nếu không làm như thế đó, lúc đó quý vị đang niệm Phật đây, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà tâm có Nam Mô A Di Đà Lạt. Thế là miệng á, thì đọc một nội dung nhưng mà tâm á, đi theo một nẻo khác. Đó là tâm du lịch, tâm chạy nhảy, tâm vọng cầu, tâm phan duyên, tâm vọng niệm, tâm dướng chấp. Và đó là kết quả của tiến trình nói nhẩm trong tâm. Thưa quý vị, chưa tập buông xả được. Tâm thư thái, bình an, thoải mái, an lạc,
tự tại, thảnh thơi, đó là tâm bất động. Còn nói nhẩm trong tâm đó là gì? Chúng ta nhẩm lại cái câu chuyện đã qua của giờ trước, ngày trước, tuần trước, tháng trước, năm trước, nhiều khi cái chuyện đời sửa đời xưa nào đó, bây giờ mình ôm lại, gặm nhấm nó lại, nỗi khổ niềm đau đó nó được tái hiện về, nó khống chế tâm tư mình, nó giết chết các hạnh phúc mà mình đang có, nó biến mình trở thành kẻ nô lệ của khổ đau như một cơn nghiện vậy. Do đó phải giữ tâm là an nhiên bất động, nhất là đối với những tình huống xấu xảy ra với mình, và tìm cách thông minh nhất, phương pháp tốt nhất để giải quyết nó và không để nó tái hiện hữu được thêm một lần nào nữa trong tương lai. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật mô tả cái chất lượng của tâm bất động đó, đó là cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi biết chỉ đơn thuần là ngửi biết thôi, không can thiệp chủ quan, không dán nhãn đặt tên lên trên đối tượng. Chúng ta chỉ theo dõi về mọi diễn tiến xảy ra trong đời và xung quanh chúng ta, ghi nhận đó, làm chủ nó và vượt qua nó một cách rất là nhẹ nhàng. Nhờ đó đó, tâm mình trở nên rất bình an. Ở một thực tập chiều sâu hơn đó, quý vị có thể thực tập kỹ năng xả niệm thanh tịnh, tức là buông mọi ý niệm, nhận thức, phân biệt, hình dung, giả định, loại suy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp, tức là tất cả các kỹ năng của ý thức để tạo ra sự hiểu biết, tạo ra tất cả những cái phản nhận thức. Chúng ta phải buông bỏ hết để tâm mình đã được nhẹ nhàng và thư thái. Lúc đó quý vị có thể thực tập, như là trước khi đi ngủ đó, tôi là khúc cây, là vật vô tri vô giác, là tảng đá, là gió thoảng, là mây bay. Tôi không có tri giác, không có nhận thức, cho nên nỗi lo đó kết thúc, căng thẳng kết thúc. Người có nhận thức đó mới dẫn đến nỗi lo, còn là vật vô tri vô giác đâu có nỗi lo gì đâu. Đó là cái cách vay mượn hình ảnh tích cực để xóa đi các căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não vốn chẳng có ích gì cho mình, dẫn đến mất ngủ nữa là khác. Để đi vào xả niệm thanh tịnh chốn chiều sâu đó, thì quý vị liên tưởng rằng là tâm của mình nó giống như một cái khoảng chân không, không có sự rơi, sự bám, sự dướng, sự dính. Tâm được vô sở trụ đối với quá khứ, hiện tại, vị lai, đối với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Và quý vị liên tưởng tâm mình như là hư không vô biên, tản ra, lan rộng ra, phổ biến ra, mở ra, phủ trùm, không ngần mé, không giới hạn, bao la, vô tận. Thì lúc đó tâm của mình đã trở nên rộng lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, tha thứ đối với mọi người, nhất là những ai đã lỡ tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình và người thân. Chúng ta tha thứ họ để cho giúp họ được làm mới, được trở thành một người tích cực. Mỗi ngày nên dành khoảng 8 đến 15 phút xả niệm thanh tịnh. Thì lúc đó đó, bộ não quý vị đó giống như trạng thái là được phọt mét, giống như ổ đĩa cứng phọt mét rồi đó, nạp lại hệ Windows, nạp các phần mềm, nạp các dữ liệu lại, thì nó sẽ vận hành rất nhanh, vì nó mới mẻ mà, nó không giống như một cái nhà kho quăng đổ lung tung. Thực tập xả niệm thanh tịnh đó, chúng ta sẽ tái sắp xếp lại tất cả mọi việc quá khứ, hiện tại, vị lai vào ngăn nắp, và chỉ tập trung vào việc hiện tại để khởi lên an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Điều cuối cùng, bỏ thân vì Phật pháp. Thì đây là một cái lối ứng xử rất cao thượng của các vị Bồ Tát, không phải ai cũng làm được. Phần lớn là chúng ta xả bỏ thân mình vì hạnh phúc cá nhân ta. Vì tình yêu đó, trong kinh 42 chương Đức Phật có một lần mô tả thế này nè: khi mà bị cái sự si mê của tình yêu chi phối đó, dầu trải qua 9 suối 10 đèo hay là đúc đầu vào hang cọp, người ta cũng ráng mà làm đó.
Người ta làm để mà thỏa mãn cái sự yêu thương cho chính mình thôi. Còn làm cho tha nhân á, thì có những người có tâm nguyện lớn, có tấm lòng vị tha, biết ôm lấy người khác vào mình, và thấy rất rõ đó, nỗi khổ niềm đau của tha nhân đó có ảnh hưởng đến mình. Cho nên khi mình đó được hạnh phúc mà người khác chưa được bình an đó, lòng mình cảm thấy là phải có trách nhiệm để giúp đỡ họ, dẫn dắt họ. Ở đây có ai là Phật tử sống ở xã An Bằng ở thành phố Huế không? Có không? Không có hả? Ở Florida, thành phố Miami, Orlando, rồi một số thành phố khác đó, người dân ở xã An Bằng là rất đông. Trên toàn nước 63 tỉnh thành đó, thì người dân xã An Bằng là đi vượt biên nhiều nhất và giúp đỡ cho họ tộc, bà con, bạn bè, làng xóm là đi vượt biên, rồi tạo cơ hội nghề nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau, tính đoàn kết, tính gắn bó rất mạnh. Và đi tới đâu họ cũng góp phần xây chùa hội, hay là xây chùa cho một thầy nào đó, một sư cô nào đó để tu học Phật. Vậy đó, tôi tạm gọi đó là sự quan tâm. Nó là từ cái tấm lòng vị tha trong một cái nhóm cộng đồng nhất định nào đó. Dĩ nhiên là họ vẫn còn giới hạn ở trong co cụm, ở trong cái phạm vi làng xã của mình thôi, chứ chưa ra khỏi làng xã của mình. Dù sao đi nữa, đó vẫn được xem là hành động vị tha có giới hạn. Còn hy sinh cho Phật Pháp á, không có nghĩa, theo nghĩa đen là mình chết cho Đạo Phật, không phải vậy. Tức là mình hết lòng. Nếu như thế đó, thì mỗi Phật tử đó phải tình nguyện trở thành con chim đầu đàn cho Phật Pháp, tạo ra là một cái đoàn thể mà trong đó đó chúng ta trở thành quyến thuộc bồ đề của nhau. Nên mình khi mình đi chùa đó, từ là người dân mình trở thành là người thân. Rồi các thầy các sư cô đó cũng đâu có quan hệ huyết thống với quý Phật tử đâu. Nhiều khi mới gặp nhau lần nào là cảm thấy thân quen rồi, quý mến nhau, giúp đỡ nhau, tận tình với nhau, không có gọi là dè dặt cái gì hết á. Cái đó là vì chúng ta đang hiến dân mình cho Phật Pháp. Thì Chúa giáo thì có những cái câu cho rằng là Chúa là con đường, Chúa là ánh sáng, Chúa là hạnh phúc. Cho nên khoáng niềm tin vào Chúa, mọi việc được giải quyết. Và do đó các tín đồ đó tình nguyện trở thành con chiên trong đàn. Mà con chiên là con ngu ngu khờ khờ ngốc ngốc, bị sai sử dẫn dắt thôi, không biết gì hết á. Bắt sao làm vậy? Thực tế đó, không ai là con đường bằng chính chân lý. Và Đức Phật nói đó, Ngài là người chỉ đường, Ngài không thể tặng con đường cho chúng ta. Vì con đường là có chung, không tặng ai được. Quý vị đi xe rồi đó, mình biết là đó, không thể tặng ai được. Vai trò chỉ đường bây giờ nó có GPS rất tốt. Rồi trên cái app của Apple hay là Yahoo, Google đều có hết. Chỉ cần cài đặt cái phần mềm cập nhật đó, quý vị đi một nơi lạ hoàn toàn không bị lạc đường, đến trong cái thời gian cho phép. Là rất thông minh. Đức Phật là một nhà chỉ đường vĩ đại. Ngài dẫn chúng ta một cách rất tận tình, cung ứng cho chúng ta tấm bản đồ là miễn phí không dấu nghề, và đồng hành với chúng ta đi để mình không mệt mỏi và mình không có chán nản, không bỏ cuộc nửa chừng. Đó là vì chân lý Đức Phật đã làm như thế. Vì chân lý Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua để trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Nhiều khi làm vua sướng lắm chứ, hưởng an vui hạnh phúc rừng vàng biển bạc trên hàng triệu người, muốn cái gì không được. Thậm chí có thể là 100 bà vợ, 1000 bà vợ cũng được. Đức Phật đã bỏ hết để trở thành đó là bậc thầy trí tuệ, chia sẻ con đường minh triết, đạo lý giác ngộ, phương pháp giải thoát, không giấu một cái gì hết á. Đức Phật nói là gì? Không có bí mật pháp đối với đạo Phật. Ngài không giấu giếm một cái gì trong lòng bàn tay. Cũng giống như là trái cây đó được đặt ở trong lòng bàn tay, chúng ta thấy rõ. Như thể là thấy các vân tay của chính mình vậy.
không có giấu giếm, rất minh bạch, rất sáng tỏ. Và đây là phương pháp của phương Tây ngày nay. Người phương Tây ta thích minh bạch, thích chân thật, thích rõ ràng, không có đầu chuột đuôi, đầu voi đuôi chuột, nói đường làm nẻo hoặc là làm liều mạng, không có tình trạng đó. Đức Phật đã vì Phật pháp thì chúng ta cũng phải vì Phật pháp. Vì Phật pháp thì mỗi người đó khi đến chùa gặp thầy hay là sư cô của mình đó, chúng ta phải hy sinh một chút thời gian làm tình nguyện, làm phụng sự. Ở hải ngoại này đó, phần lớn là mỗi chùa có một thầy, một sư cô thôi. Tôi tạm gọi đến vai trò trụ trì ở đây đó giống như là gì? Vừa là tổng giám đốc, thấy rất là oách và có uy lắm, lo tất tần tật hết mọi thứ, nhưng mà cũng kiêm làm tổng vệ sinh. Sau khi bà con Phật tử về rồi phải lau quét dọn, phải làm như thế thôi, phải phụng sự thôi. Mà không làm như vậy thì Phật tử không đến chùa. Phật tử đến chùa trong vòng 2-3 tiếng xong rồi ra xe giọt chạy nhanh liền, vì không kịp. Ở nhà chồng con chờ, vợ con chờ, công việc chờ, và những cái tấm bill nó đang chờ mình. Nếu không làm lấy đâu tiền trả nợ. Cái văn hóa này là văn hóa nợ mà. Người ta cho mình đó là 10%, 20% đau vào ngân hàng là vác một đống nợ trên vai. Đi tới phía trước là sau 15 đến 30 năm à, người thông minh á, giỏi á, thì đó là 15 năm á, là trả nợ đứt căn nhà. Người bình thường thì phải 20 năm, 30 năm. Thì để có một cái sở hữu đó đó, xây dựng tổ ấm á, thì chúng ta phải trả một cái giá rất vất vả, nhưng mà xứng đáng. Đó là chúng ta vì sự nghiệp của mình. Bây giờ vào chùa đó thì mỗi người phải xung phong tình nguyện vì Phật pháp. Tôi đề nghị đó, mỗi chùa đó nên có tối thiểu là các ban bệ sau đây. Thứ nhất, ban ca diếp tập hợp các Phật tử lão thành, đó là tiêu biểu. Và người lão thành đó phát tâm cúng dường nhiều lắm. Người già nhiều khi không có tiền ăn food tem nhưng mà dám cúng dường á, tấm lòng của họ tốt lắm. Thứ hai, ban la hầu la tập hợp những Phật tử ấu niên, thiếu niên, thanh niên. Và chùa nào có thành phần này sinh hoạt là rất mạnh. Chùa tôi đã có đến 2.500 tình nguyện viên là thanh niên nhờ vận động. Ban ba, ban cấp cô độc, tức là những người thích làm từ thiện, chia sẻ cho các mảnh đề cơ nhỡ bất hạnh kém may mắn. Ban bốn, ban dược hương tập hợp những người có năng khiếu ca múa sướng hát các bài nhạc đạo. Hồi nãy trước khi thầy đến pháp tòa đó thì quý vị ca một bài, nó làm cho mình đó là trẻ trung hơn, thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Bây giờ cứ tập đi, chùa nào mà trước khi khóa kinh đều có 1-2 bài ca đó, là các bà già trẻ hơn 10 tuổi, các ông già bảnh trai lại. Thế là mình thoải mái lắm. Ban năm, ban hậu cần, tức là làm công quả, nấu nướng, dọn dẹp, trần thiết. Và tinh nguyện là sai đâu đánh đó. Để công việc Phật sự mới xong được chứ. Ban sáu, ban hộ niệm, tức là tham gia cùng với thầy mình, sư cô của mình, cầu an, cầu siêu, hộ niệm cho người hấp hối, người đang chết, người chết, để làm cho người ta có tín tâm với đạo Phật và đến chùa đông hơn. Vì đến lúc mà tan rò bão rối đó, mình đến với họ nhiệt tình, thì tự động cái cảm động tình người đó, nó làm cho họ đó gắn kết với ngôi chùa. Và ban cuối cùng là ban truyền thông, gồm là quay phim, chụp ảnh, dựng phim, rồi quản lý trang web, quản lý trang mạng xã hội, để đưa thông tin Phật sự của chùa mình cho nhiều người biết. Thì giờ đó chùa mới thành công được các Phật sự khác. Đó là 7 ban mà mỗi một ngôi chùa cần có. Bây giờ ở chùa này chỉ có 2 sư cô thôi. Một sư cô lớn tuổi, một sư cô thanh niên. Làm sao hết nổi. Có 4 ngón tay, xin lỗi, 4 bàn tay thôi. Mà hôm nay quý vị là 70-80 người tới này đó, mà mỗi người góp 2 bàn tay vào thì chuyện gì không xong. Quý vị công nhận không? Mục đích đó, hy sinh về Phật pháp để làm gì? Để cho thầy và sư cô chủ trì chùa đó không phải bận tâm vào những chuyện vặt vãnh,
tập trung vào việc thuyết pháp, việc hướng dẫn khóa tu thôi, và xử lý đau khổ niềm đau của quần chúng Phật tử. Về phương diện này thì các linh mục sướng hơn nhiều lắm. Từ A đến Z có trùm giáo xứ điều hành, có các giáo lý viên, có các phụng sự viên. Linh mục chỉ làm 7 bí tích ở trên là nhà thờ thôi. Trong đó có những cái nội dung tương đương với cầu an cầu siêu. Còn bây giờ đó là tăng ni chúng ta ở những nơi hẻo lánh, chùa ít thành viên, đó là phải làm từ A đến Z hết, mệt lắm. Làm xong rồi đó, ngã lưng xuống nghỉ mệt đó, mệt xỉu luôn. Làm xong rồi cảm thấy ngán. Lần sau mà muốn làm lớn nữa là không dám làm. Vừa tốn tiền, thời gian, công sức, tâm huyết. Mà nếu Phật tử không thông cảm được á, không đi chùa đông thì tự động tự nhiên nó ngán ngẩm. Cho nên chúng ta phải góp một bàn tay tình nguyện, làm một cái phiếu tên tuổi, ngày tháng năm sinh, kiến thức, trình độ, sở trường, nguyện vọng, gửi cho chùa, rồi có điện thoại và email, để mỗi khi chùa có việc gì đó thì ta chỉ gửi cái danh bạ đã được kỹ thuật số hóa, thì mời gọi những người đó đến tham gia rất nhanh. Các Phật tử phải xem là chùa làng, chùa này là của mình chứ không phải là của thầy, của sư cô, thì mình mới có trách nhiệm được. Dân hóa miền Bắc vẫn còn giữ đậm nét cái quan điểm này. Đến ngày lễ Sóc Vọng là rằm mùng 1 đó, không ai bảo ai trong làng người ta đi đến chùa. Còn miền Nam mình là thiếu gắn kết lắm. Miền Nam thì thích là phân hóa, thích tự do, thích gì làm đó, không có mang tính đoàn thể như miền Bắc. Tôi có hai ngôi chùa ở miền Bắc, chùa Tượng Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, chùa Linh Ứng ở tỉnh Thanh Hóa. Tôi thấy rõ cái văn hóa này lắm, và tập hợp quần chúng rất dễ. Họ tạo thành một cái nếp, mà một cái thói quen tích cực. Thì ngôi chùa mà quý vị đi sinh hoạt, quý vị cũng phải hy sinh về Phật pháp như thế. Thực tế đó là hy sinh, thực ra là mình đang làm công đức cho mình thôi, đang tích tụ phước báo, đang tích tụ niềm vui. Và những điều này đó sẽ trở thành hộ pháp thật cho quý vị trên mọi nẻo đường đời. Mỗi khi gặp khó khăn đó chỉ cần đó là nguyện cầu chút xíu, hồi hướng công đức chút xíu, thì cái quả đó nó trổ sớm hơn thời gian dự kiến. Thay vì phải trải qua là 5-3 năm nữa nó mới trổ quả, bây giờ đó với cái quyết tâm đó nó trổ quả sớm hơn để quý vị được sử dụng. Cho nên làm Phật sự, làm Phật pháp thực ra là đang hoàn thiện nhân cách và phước báo cho bản thân thôi. Kính thưa các Phật tử, sau đây là phần gián đáp tự do. Chúng ta có được 45 phút. Quý vị có thể nêu bất cứ câu hỏi gì mà quý vị quan tâm, hoặc liên hệ đến đề tài, hoặc liên hệ đến triết học Phật giáo, hay là việc áp dụng lời Phật dạy để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Quý vị có thể thay thế người thân của mình để nêu câu hỏi, hoặc là câu hỏi của bản thân mình. Ai đặt câu hỏi thì quan hỷ giơ tay để microphone đó được chuyển đến tận nơi. Mời phần câu hỏi được bắt đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thượng tọa và kính thưa các sư cô cũng như là các Phật tử. Con có một cái câu hỏi là đầu tiên là thầy đã giải cho con cái một trong 10 điều tâm niệm, cái điều thứ tư là oan ức không cần biện bạch, bây giờ con đã hiểu. Cái điều thứ hai là 84.000 pháp môn là 84.000 bài giảng, là con cũng hiểu gì. Câu hỏi của con là khi mà thầy cũng như các sư cô giảng giống như là một cơn mưa, thì cơn mưa rơi xuống cho những cây lớn, cho những cây vừa, những cây nhỏ, thì khi thầy giảng có những lời chẳng hạn như 84.000 pháp môn với 84.000 bài giảng, là cũng như làm cho những Phật tử từ đó đến giờ ta có nghĩ có đó là pháp môn, mà sao bây giờ thầy lại nói là bài giảng, thì thầy sẽ có những cái phản ứng là không chấp nhận.
thì thầy sẽ có cảm nghĩ thế nào? Và thứ hai nữa là thầy giải thích cho con nhà ngoại cảm đối với Phật giáo suy nghĩ thế nào về nhà ngoại cảm. Xin thầy. Cảm ơn thầy. Để hiểu rõ sự khác nhau giữa 84.000 chủ đề chân lý hay là bài giảng đó với 84.000 pháp môn đó, thì quý vị gõ vào Google đó, Thích Nhật Từ và gạch ngang 84.000 pháp môn, tôi có một bài viết phân tích rất rõ về chủ đề này để quý vị không lẫn lộn nữa. Dĩ nhiên khi mà một cái ngộ nhận đó, nó đã trải dài là 20 thế kỷ, thì khi mà lắng nghe một nội dung mới, người ta rất quan mang và ta không muốn tin. Người ta có thể lý sự như thế này: trải qua ngần ấy thời gian, chẳng lẽ các tổ đi trước không biết sao, phải chờ đến cái ông thầy này mới biết à? Thì cái nhận thức đó nó làm cho chúng ta trở nên cố chấp, và cái cố chấp nào cũng làm cho mình đó là bị đóng bít cái cửa ngõ tìm đến sự thật. Cho nên á, hãy trở nên rộng mở và cứ lắng nghe đi. Cái phân tích đó, có hợp lý hay không, như tôi đã nói khi nãy đó, nếu thật sự mà Đức Phật có 84.000 pháp môn á, thì Đức Phật được chứng minh đã tự mâu thuẫn 83.999 lần. Một người mà tự mâu thuẫn 2 lần thôi người ta không còn tin, huống hồ là ngàn ấy số lần. Quý vị nhớ là khi ứng cử làm tổng thống đó, ông Donald Trump đó cho rằng đó là người Trung Hoa cướp đi cơ hội nghề nghiệp, lũng đoạn ngành tài chính thế giới, và ông muốn giành lại cái vị thế của Mỹ. Nhưng mà khi mà muốn là khống chế Bắc Triều Tiên về vấn đề thử tên lửa, sản xuất vũ khí hạt nhân đó, ông Donald Trump đó đã rất là mềm mỏng với Tập Cận Bình, tổng bí thư và chủ tịch của Trung Quốc. Như vậy là lời nói của ông ấy đó nó không có nhất quán trước và sau. Cái đó là tự mâu thuẫn, và đó cũng là một trong những điểm làm cho tổng thống này mất điểm với quần chúng cử tri. Và có lẽ Donald Trump đó là tổng thống duy nhất của Hoa Kỳ là bị nhiều người dân Mỹ ghét nhất trong lịch sử, trong tổng số 40+ vị tổng thống từ trước tới giờ. Thì bây giờ chúng ta hình dung, nếu Đức Phật mà mâu thuẫn đến 83.999 lần thì Ngài còn chỗ đâu mà sống nổi với mọi người đây, phải không ạ? Trí tuệ có đặc điểm là gì? Thống nhất. Tại sao thống nhất? Vì con trí tuệ thấy rất rõ mọi thứ. Mà khi thấy rõ rồi là chủ trương cái gì là dứt qua cái đó từ đầu cho đến cuối, đã đi đúng con đường đó, với lý tưởng đó, lập trường đó, quan điểm đó, dầu có nghịch cảnh họ vẫn giữ vững như kiền ba chân. Huống hồ là Đức Phật một tuệ giác vĩ đại thì không thể có tự mâu thuẫn được. Thiền khác hoàn toàn với pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ thì khác với pháp môn Mật Tông, pháp môn Mật Tông thì khác với pháp môn Pháp Hoa Tông, pháp môn Pháp Hoa Tông thì khác với pháp môn Luật Tông, pháp môn Luật Tông thì khác với pháp môn Hoa Nghiêm Tông, pháp môn Hoa Nghiêm Tông thì khác với pháp môn Tam Luận Tông. Cứ như thế, không có pháp môn nào giống pháp môn nào. Cái đó không thể do Phật nói được. Các tổ Trung Quốc á, khi tâm đắc với một bài kinh nào đó, xem bài kinh đó là cánh cửa đi vào chân lý, cho nên chỉ giới thiệu bài kinh đó thôi, tập trung vào bài kinh đó thôi. Nên suốt một đời tu đó, các ngày đó giải thích, phân tích, hướng dẫn cách tu dựa vào bài kinh này cho nó gọn, dễ nhớ, dễ tu. Do đó đó, tôi mong quý vị suy nghĩ và tự đính chính rằng là Đức Phật không nói 84.000 pháp môn, mà Đức Phật nói 84.000 chuyên đề Phật pháp. Vậy cái đó nó dễ chấp nhận hơn. Và số lượng Phật pháp như thế đó, bây giờ đó để lại qua các bài kinh, chúng ta đọc hoài vẫn không hết, vì Ngài thuyết giảng đến 45 năm rồi, chúng ta chưa chắc rảnh 45 năm để nghe, vì còn đi làm nữa mà. Vấn đề thứ hai là về ngoại cảm đó. Vậy theo Phật giáo á, nó là năng lực siêu giác quan.
có 6 loại năng lực ngoại cảm, được gọi là 6 thần thông. Thần túc thông đó là năng lực khinh thân, bay độn thổ, rồi lặn dưới lòng biển. Tha tâm thông đó là biết được tâm lý của người, những gì mà họ đang suy nghĩ và sẽ làm. Thiên nhãn thông đó là thấy rõ được tương lai và mọi chuyện sẽ xảy ra ở phía trước. Thiên nhĩ thông đó là nghe được các loại âm thanh của con người ở xa, và nghe và hiểu được các loại âm thanh của các loài động vật khác. Lậu tận thông đó là tuệ giác thấy rõ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo ra đó đạt kết thúc. Thì trong các loại thần thông này đó, Đức Phật nhấn mạnh đến lậu tận thông, đó là kết quả của sự tu trì. Về sau này Đức Phật đề cao giáo hóa thần thông, nghĩa đen đó là giáo dục là một phép màu, giáo dục làm thay đổi tích cực, giáo dục làm cho người khổ thành vui, giáo dục làm người phàm thành thánh, giáo dục đó, làm cho cuộc đời này đó trở thành tịnh độ. Và nó là một cái phép màu mà chúng ta có thể cảm nhận được, chứng minh được. Ngày nay tại Việt Nam á, ngoại cảm được sử dụng để chỉ cho năng lực á, tìm kiếm được các hài cốt bị mất tích trong chiến tranh, hay là bị mất tích trong quá trình sống. Bằng phương pháp định vị, cái hài cốt đó đang nằm ở chỗ nào dưới lòng đất. Rồi một số người ta cường điệu nữa, ta nói là ngoại cảm có khả năng nghe được âm thanh của các loại ma, và nhờ các loại ma chỉ điểm cho nên họ mới biết được là chỗ này có hài cốt, chỗ kia đã từng có chiến tranh. Về lý thuyết đó, thì năng lực ngoại cảm là có thật, nhưng mà về thực tiễn đó, trong mấy ngàn người tự xưng ở Việt Nam đó, tìm một người mà có năng lực ngoại cảm thật đó, là chưa chắc có. Năm 2013 đó là năm đại họa của các nhà ngoại cảm Việt Nam, bởi vì VTV đã phanh phui những cái tình trạng lừa đảo của nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng. Khi mà đi giám định ADN đó, xương của những nhân vật nổi tiếng đó được chứng minh chỉ là mảnh sành và nanh heo thôi, không có xương người thật, huống hồ là xương của người chết đó. Cho nên đó, trước khi thừa nhận năng lực ngoại cảm của một ai, quý vị hãy lấy cho xương đó thử ADN, chỉ có mất mười mấy ngày, với một số tiền một vài triệu đồng đã có kết quả. Nếu thật sự như thế thì hãy tin, đáng dù vì đó với lòng biết ơn. Còn không có đó thì đừng dại dột gì mà chạy theo họ, vì quý vị sẽ trở thành nạn nhân của mê tín và bị lợi dụng. Nhiều người đó lợi dụng vào cái đó để làm tiền, có thể là vài chục triệu, có trường hợp vài trăm triệu, rất là tội lỗi. Là những người tu học Phật đó, chúng ta đừng nên bận tâm vào ngoại cảm, vì đạo Phật có phương pháp cầu siêu. Hơn nữa sau khi chết Đức Phật nói là tái sanh liền ngay lập tức rồi, đâu còn đó đâu nay là hồn ma này, mai bóng vía nọ. Tái sanh liền đó, nó là một cái quy luật được là học thuyết 12 nhân duyên mô tả, là thức và danh sắc. Thức là tâm tái sinh, tâm tái tục. Danh sắc là hệ thần kinh và cái phôi. Và trung bình 10 tháng sau đó đó, thì một người chết đó, trở thành một cô cậu bé mới. Đó là lời Phật dạy. Cho nên chúng ta nên theo phương pháp truyền thống của đạo Phật, đó là nhận thức vô thường là có thật, không chấp thi thể này là sở hữu của tôi, để chúng ta không bị vướng kẹt vào. Đồng thời đó là chúng ta sử dụng phương pháp cầu siêu để giúp cho người chết được sớm siêu sinh thoát hóa, có mặt ở cảnh giới an lành mà mình trông đợi. Còn việc tìm được hài cốt thì quá tốt, không tìm được cũng chẳng ăn chung gì. Vì khi còn sống mà mình còn không chấp thân thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sự của tôi, thì huống hồ sau khi chết đó là vật vô dụng rồi, chấp không có lợi ích. Có rất nhiều người ta nghĩ rằng là lúc mà chiến tranh, gia đình tôi nghèo khổ, người thân tôi mất, tôi không biết đi về đâu. Bây giờ bỏ ra một cái khoản tiền vài chục triệu, vài trăm triệu mà đoàn tụ giữa kẻ chết và người mất đó, thì cũng xứng đáng mà làm. Cái nhận thức đó, cái an ủi đó là thực phẩm để nuôi mê tín dị đoan
và biến mình làm nạn nhân cho những kẻ lợi dụng. Và tu học Phật đừng có lệ thuộc vào ngoại cảm. Nhà ngoại cảm không phải là thánh, không phải là thần, họ cũng là con người có năng lực đó một cách tình cờ, và năng lực đó sẽ kết thúc sau một thời gian ngắn nếu họ thật sự có, chứ không ai sử dụng hoài được. Nó cũng không phải là kết quả của sự tu tập gì hết á. Sau một biến cố tai nạn thì thay vì nhiều người chết thì họ sống lại với một cái năng lực mới, cái vỏ não được mở ra, họ cảm nhận được những chuyện xảy ra xung quanh mình. Nhưng mà phải giám định ADN thì mới tin, còn không giám định á thì cái đó chỉ là lời đồn thổi không có sự thật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được có ý kiến như thế này. Vâng, khi mà thầy trình bày về 84.000 pháp môn, đây là chúng con nghe nói. Chẳng hạn như chúng con rất tin là Phật nói không bao giờ mâu thuẫn, chỉ có cái là chúng ta chưa hiểu ý được Phật mà thôi. Con được biết giống như là thiền định mật, đó là pháp môn tu. Còn 84.000 pháp môn là con nghe qua một lần, có vị nói là chỉ 84.000 phiền não. Chẳng hạn như tham, sân và si. Tham có nhiều loại tham, sân có nhiều loại sân, si có nhiều loại si, tinh tấn có nhiều loại tinh tấn. Cộng lại tất cả mọi thứ đó đã thành là 84.000 pháp môn tu, để trị 84.000 pháp môn phiền não. Thưa Thầy, trước đây thì có một Phật tử hỏi như thế này. Kính bạch Thầy, cho con xin hỏi về đĩa DVD về cuộc đời Đức Phật Thích Ca, quay có một đĩa ở Tích Lan mà có mướn tài tử về Việt Nam họp báo quay chỉ có một đĩa thôi, mà con tìm hoài không có. Xin Thầy cho con hỏi khi nào hoặc ở đâu có một đĩa về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Mô Phật, xin Thầy cho biết. Mô Phật. Bộ phim một tập về cuộc đời Đức Phật nêu trên đó, do các ngôi sao điện ảnh của Sri Lanka thực hiện và phối hợp với vai chánh là diễn viên Gagan Malik của Bollywood Ấn Độ. Phim này thực hiện khá thành công về phương diện văn hóa, y phục, văn hóa phong tục tập quán và nội dung Phật Pháp ở trong tác phẩm. Thì vào năm 2013 đó, khi tôi tham dự đại lễ Phật giáo và hội thảo tại Sri Lanka đó, thì tôi tình cờ gặp được đạo diễn và diễn viên của phim này. Rồi qua trao đổi ngắn đó, thì các vị đã tán đồng với đề xuất của tôi là đưa phim về Việt Nam để chiếu. Thì trong vòng 14 ngày tôi đã dịch lời thoại của phim và thực hiện lồng tiếng. Và sau đó đó, gần 2 năm, bộ phim này đã được chiếu rộng rãi tại các tỉnh Việt Nam và phục vụ cho Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2014 rất thành công. Chỗ nào cũng rất hoan hô. Nhưng khi mời về đó thì tôi phải ký một hợp đồng với họ, đó là không được quyền công bố nếu không được họ cho phép, vì họ vẫn chưa thu hồi vốn á. Phần lớn là chiếu miễn phí mà, họ bỏ ra đến mấy triệu đô la mà chưa thu hồi vốn, cho nên họ đang nỗ lực đi chiếu để vào hoạt động từ thiện, lấy tiền đó làm cho các hoạt động từ thiện. Vì đã ký hợp đồng thì chúng ta phải tôn trọng cái cam kết. Cho nên quý vị hoan hỷ chờ thêm một thời gian nữa để tôi cố gắng liên lạc lại họ xem là thời điểm này đó đã đủ vốn chưa, và có thể phổ biến rộng rãi cho quần chúng mọi người xem chưa. Nếu có đó thì tôi sẽ phổ biến thôi. Vì tôi có 2 ấn bản với 2 cái phiên bản lồng tiếng khác nhau, cũng đều do chúng tôi thực hiện hết á. Rất là ấn tượng. Gần đây đó thì tỷ phú Modi đã thực hiện một phim cuộc đời Đức Phật gồm có 55 tập. Rất thành công. Và cũng có 2 nhóm lồng tiếng ở Việt Nam mà thực hiện. Thì cách đây 3 tháng tôi đã liên lạc với nhà sản xuất qua email dưới sự giới thiệu của diễn viên Gagan Malik.
thì họ cũng đã có phản hồi, nhưng mà họ đang có một điều kiện, nghĩa là muốn chiếu thì họ cho phép mình đó là cái tác quyền chiếu trong vòng 3 năm, mỗi một tập mình phải trả một khoản tiền. Rồi hiện nay chúng tôi đang thương lượng đó, là cho miễn phí luôn, vì ở đây là mình toàn bộ là chiếu miễn phí chứ đâu có thu tiền thu vé gì đâu, lấy tiền đâu mà trao cho họ, nhưng mà họ chưa trả lại. Thì quý vị quan hỷ chờ đợi ha. Khi mà cho phép như thế đó thì chúng tôi sẽ rút từ cái bộ phim 55 tập đó, trở thành một phiên bản 3 tập hay là 2 tập thôi, trong vòng 4 cho đến 6 tiếng, để chúng ta có thể bao quát thấy rõ hết cuộc đời của Đức Phật và những bước chân hoằng hóa của Ngài. Thì trong các bộ phim dài tập về cuộc đời Đức Phật đó, thì bộ phim của tỷ phú Modi bảo trợ đó, tôi cho rằng là thành công nhất, dựa vào tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Giác Hạnh. Dĩ nhiên trong đó cũng có nhiều cái nội dung mà tác phẩm này đó cũng khó đạt được cái sự đồng thuận của Tăng Ni. Chúng ta phải thừa nhận cái giới hạn đó ha. Thì nhìn chung nó vẫn là hay nhất thôi, vẫn là rất là tốt. Cho nên khi nào có được cái cho phép đó đó, thì chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi trên trang web Đạo Phật Ngày Nay.com, Ba Quần Pháp.com, Phật Âm.com và các cái trang Facebook của tôi và của Chùa Giác Ngộ. Thì mong quý vị đón chờ ha. Còn về phiền não đó thì chúng ta nên hiểu là trên thực tế thì chả bao giờ có 84.000 phiền não đâu. Phiền não đó nó có 4 cái gốc rễ chính, đó là tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Mấy chục phiền não còn lại đó nó được chia nhóm thuộc vào 1 hoặc 2 hoặc 3 4 loại phiền não này thôi, chứ nó không có nhiều như chúng ta đã hình dung đâu. Và trên thực tế đó thì khi mà mình thừa nhận không có 84 mật pháp môn, không có nghĩa là chúng ta phủ định đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Chúng ta vẫn tiếp tục thực tập, và nên nhớ rằng là nó chỉ là một bài kinh được dựa vào đó để đi vào Đạo Phật, chứ không phải là tất cả. Còn Đức Phật thì kêu gọi chúng ta thâm nhập kinh tạng để có được trí tuệ như biển lớn, nghĩa là đọc nhiều kinh, thực tập nhiều kinh để hiểu biết nhiều và có trí tuệ nhiều. Đó là cái khác nhau giữa cách làm đạo của Đức Phật và cách làm đạo của các bậc tổ sư ở Trung Quốc. Là tôi chỉ muốn nói là không có 84.000 pháp môn để chứng minh giữa hai cách làm đạo thì Đức Phật vẫn ưu thế hơn, nổi trội hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Còn cách làm đạo của các tổ sư Trung Hoa đó là vì các vị đó tâm đắc với bài kinh đó, sử dụng nó và xem nó là một pháp môn. Cái đó vẫn tốt, nhưng mà không đủ. Thì bây giờ chúng ta cứ hình dung đi, một kiếp người mà chỉ ăn một món chắc chắn là không thể phù hợp với y khoa, sức khỏe được rồi. Chúng ta phải ăn nhiều thứ. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói. Còn trên thực tế đó thì có nhiều bài kinh nó chỉ đến là vài chục cái loại phiền não, chứ không phải là một. Có những loại kinh đó chỉ 2-3 loại phiền não. Chẳng hạn như là văn học Bát Nhã Ba La Mật đó, mặc dù cái trọng tâm của nó là trí tuệ, mà giá trị trị liệu của đó là gì? Trị sự si mê, tức là vô minh, và sự cố chấp, vì cố chấp là con đẻ của vô minh, và trị cái sự hoài nghi, vì hoài nghi là cháu chắt của vô minh, và trị sự do dự chần chừ không dứt khoát, cũng là bà con làng xóm của vô minh. Thì toàn bộ nội dung này nó nhấn mạnh đến các loại phiền não đó. Còn kinh Hoa Nghiêm á, thì dạy chúng ta là xóa vô minh về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, để cho mình hiểu rộng và có cái nhìn đó là xây dựng một xã hội đó an bình, hạnh phúc, hòa hợp, hòa giải, là hướng đến là không còn chiến tranh, hận thù, khủng bố, vân vân. Cho nên chúng ta nên nhớ, dầu không có 84.000 pháp môn, không có nghĩa là chúng ta phải bỏ đi các pháp môn mà quý vị đang thực tập. Cái đó không có, cứ tiếp tục thực tập, nhưng cố gắng cho phép mình mở cánh cửa tri thức và trí tuệ bằng việc đọc thêm nhiều kinh mới. Nó lệ lạc lớn lắm. Và Đức Phật khích lại như thế. Vì Đạo Phật á, có nghĩa đen là đạo tỉnh thức, đạo trí tuệ, đạo tuệ giác, đạo sáng suốt, đạo mở mắt. Mà mình không đọc cái gì hết làm sao mở mắt được. Đi một đàn học sàng khôn thì đọc một bài kinh là học được sàng khôn, đọc nhiều bài kinh thì học được nhiều sàng khôn, thế thôi. Cho nên nó rất là lợi.
quý vị cứ làm thử đi. Đang lúc tụng kinh đó, quý vị bỏ được căng thẳng nè, mệt mỏi nè, lo lắng sầu bi u não. Đang lúc tụng thôi đó, đã được như thế rồi. Rồi mình hiểu được nữa và ứng dụng được lời Phật dạy trong đời sống đó, sẽ làm cho cuộc sống của quý vị đó trở nên hạnh phúc hơn và có giá trị hơn. Kính thưa thầy, con cảm thấy có biết được nhiều phước lành cho nên mới gặp được thầy ngày hôm nay do bạn bè hướng dẫn và cũng được về đây lần đầu tiên. Con muốn có sự thực tập cho nên là hồi nãy thầy nói đối cảnh vô tâm á, thì là con muốn hỏi làm thế nào để khi mình đối cảnh cái tâm mình đang giận mà mình lại nhớ đến để mình thực tập cái kỹ năng mà thở. Tại vì có nhiều khi mình bình thường thì thở đủ cách hết, sao cũng vui vẻ, thoải mái, thảnh thơi. Nhưng mà khi nó đến rồi cái tự nhiên cái nó dâng lên đùng đùng cái là xong, không nhớ tới chuyện đó nữa. Đó. Cái thứ nhì nữa con xin thầy hoan hỷ là hướng dẫn thiết thực để mà thực tập về tứ niệm xứ. Thế nào, làm thế nào để mình có thể thực tập chuyên cần khôn khéo hơn và ứng dụng vào cuộc sống đích thực hơn. Xin cảm ơn thầy. Về việc đối cảnh vô tâm đối với điều chướng tai gia mắt và vượt qua tâm sân giận đó. Để đi vào chi tiết thì quý vị nên đọc hai tác phẩm của tôi. Đó là Chuyển Hóa Sân Hận và Không Có Kẻ Thù, được phổ biến miễn phí ở trên internet. Vì gõ cái tựa đề đó là sách sẽ xuất hiện và nó cũng có ấn bản âm thanh. Ngoài ra quý vị nên nghe và đọc thêm tác phẩm Giận của Thiền sư Dứt Hạnh, rất là chi tiết. Ở đây tôi chỉ muốn nói gọn lại để chúng ta hiểu và khắc phục nó. Ví dụ như giận thì nó liên hệ đến một đối tượng hay nhiều đối tượng, gắn kết với cái công việc cụ thể mà phản ứng của nó tạo ra cái nỗi niềm không vui, không ưng, không thích, không muốn, không hài lòng, không như ý. Thì lúc đó chúng ta dễ trỗi dậy cái cơn bực tức, hận thù, khó chịu, căng thẳng lắm. Thì lúc đó quý vị chỉ cần nhớ cái câu gì: cơm sôi bất lửa. Cái hành động khó chịu, khó ưa của người khác đó là sự cơm sôi. Và bản thân mình phải ứng xử là bớt lửa. Lúc đó quý vị phải rút củi ra, đừng có chụm thêm nữa, đốt cháy nữa. Và than quý vị phải khoanh đều thành một cái vòng tròn để cơm không bị khét, không nhão. Có chỗ thì cứng, có chỗ thì nhão. Ha. Như vậy đó, khi mà một người có hành động không thông minh, không dễ thương, không dễ ưa, công việc chúng ta còn lại gì? Thông cảm với hành động đó để chúng ta không giận tức, và phải thương chính mình để thoát khỏi cái hành động này. Thì đối với vị tập hít thở thật là sâu, và thứ hai đó là chậm và trì hoãn cái phản ứng cảm xúc. Vì khi phản ứng liền đó, chúng ta mắc kiểm soát. Lúc đó quý vị có thể đổ dồn cái cơn giận tức á, do đè nén á, bằng cái volume lớn nhất của lời nói, bằng cái ngữ điệu rất căng thẳng, bằng những lời quát tháo, đập bàn, xô ghế, hắt đổ, huýt gió, liếc mắt, xanh mặt, tái mài, vân vân. Có nhiều cái động tác khác nhau để mà bày tỏ cái cơn giận tức. Như lúc đó chúng ta phải hiểu rằng quý vị đang tự làm thương tổn mình thôi, và thương tổn mối quan hệ xã hội với người đó. Cho nên chậm phản ứng. Thứ ba đó, quý vị đã chịu khó rời khỏi cái không gian nơi mà cơn giận dữ này xuất hiện. Ví dụ như là vợ chồng đang cãi vã nhau về cái việc là nấu cơm hay là việc gia đình, việc con, thì một trong hai người đó giả vờ móc điện thoại ra, cái alo lên, có việc gấp hả? Tôi sẽ có mặt liền. Cái đó là xin lỗi em nha, anh đã có việc gấp, lát nữa em về. Thì cái người có giận cái nào đi nữa cục hứng à. Thường đấu đá nhau nó phải có hai bên, bên qua lời qua bên tiếng lại. Chứ mình đấm một cái khoảng không này nó đâu có gì đâu đấm. Đấm cái gì đó mà có lực phản hồi, chúng ta mới hăng khí lên mà làm.
Thì lúc đó mình rời khỏi cái không gian đó, đi nhìn một cái khoảng trời xanh, mây bay, gió thoảng, thông dong, thì tự động tâm của mình nó hòa với cái cảnh trí đó đó. Nó làm cho mình nhẹ nhàng, thoải mái, và bắt đầu bớt cái nhịp đập của tim lại, bớt cái căng thẳng lại, bớt cơn giãn lại, và tập nở một nụ cười. Hồi nãy tôi dở quá, nói một cái lời không đáng nói, tôi hành xử một điều không đáng hành xử, và khắc phục nó. Chuyện đâu còn có đó mà. Điều năm á, chúng ta phải nghĩ rằng là con người không phải là kẻ thù của con người, mà sự si mê, thiếu hiểu biết, giận dữ, hiểu lầm, mà tham lam, cố chấp á, chính là kẻ thù chung. Thay vì chúng ta trả đũa con người cho hải dặn, hãy nỗ lực cùng nhau để vượt qua những cá tính xấu này. Chúng ta phải ứng xử cao thượng thôi. Nó là cái con đường duy nhất, vì hận thù không thể diệt được hận thù. Chỉ có tình thương và lòng từ bi đó mới xóa bỏ được nó thôi. Tức là rộng lượng, tha thứ, quảng đại, bao dung, không chấp, không tự ái, không mặc cảm, không cảm thấy mình bị xúc phạm, mặc dù người khác đang làm như thế. Điều 6, không nên nghĩ mình là nạn nhân. Vì nghĩ mình là nạn nhân mình tức lắm. Tôi bị lợi dụng, tôi bị chê xấu, tôi bị trọt gậy bánh xe, tôi bị phá đám, tôi đang bị hãm hại. Nhận thức điều đó nó làm cho mình khó chịu lắm, mặc dù mình biết hết á, nhưng mà rồi thôi, để luật pháp xử người đó, để luật nhân quả xử người đó, can thiệp bởi luật pháp và nhân quả thôi, chứ chúng ta không tự mình làm việc này, không tài lành. Đồng thời chúng ta phải quán vô ngã đối với tác nhân gây ra khổ đau. Thay vì mình nghĩ là người A, người B, người C tạo ra cái cơn khó chịu ở mình thì mình khó mà vượt qua, khó bỏ qua. Chúng ta nghĩ rằng là họ là nạn nhân của chính họ. Chứ nếu mà họ thông minh, họ có tu học Phật, họ tốt đẹp, họ cao quý đó, thì họ đâu nói thế, làm thế, ứng xử thế. Thì nghĩ như thế thôi, thay vì giận chấp bỏ qua. Thì đó là một vài cái kỹ năng suy nghĩ mà mỗi người ta phải nhớ và tự nhắc nhở mình mà thôi. Có thể là lần đầu quý vị mới khắc phục được đó là 20%, lần thứ hai cũng cùng hoàn cảnh tương tự quý vị khắc phục được 30%, cứ tăng dần điều đó, đến lúc nào đó mình đạt được 80% là khá thành công rồi. Rồi tập mình nguội lạnh, mát mẻ, cứ nở nụ cười, thế à, vậy hả, không sao hết á. Và phải bỏ cái câu hơi đâu giận người dân nước lã, câu này nguy hiểm lắm. Tới người dân mình bỏ qua, chứ người thân mình không bỏ à, ăn thua đủ à. Tại vì nghĩ rằng là ông là chồng tôi, bà là vợ tôi, mày là con tao, anh là anh tôi, anh hiểu tôi rồi mà tại sao làm như thế. Chúng ta giận liền, chúng ta quy kết trách nhiệm, chúng ta đổ lỗi, chúng ta trút giận dữ. Quý vị phải xem người thân mình là khách hàng số 1, khách hàng ưu tiên. Và khách hàng á, phải được xem là thượng đế. Tại sao ở nơi làm việc mình được huấn luyện, người ta mắng chửi không được chửi lại, người ta cọc cằn mình không được lớn tiếng lại, người ta căng thẳng mình không được căng thẳng đối chọi lại, mà phải hòa nhã để lấy lòng khách hàng. Chứ mình căng thẳng mà bị mất chức, mất việc. Thì giống như trường hợp của bác sĩ Đào Duy Anh đó, David á, vì cái hãng United Airlines là cưỡng bức rời khỏi máy bay, thì vô tình đập va đầu vào cái tay ngồi đó, dẫn đến là đổ máu và ngất xỉu. Và hành động bất cẩn đó cộng với cái biện hộ đổ lỗi của ông CEO đã làm cho hãng này trong vòng 36 giờ sau tổn thất 1,6 tỷ Mỹ Kim. Đó là tổn thất chưa từng có trong lịch sử vì thị trường chứng khoán. Cho mình thấy là một cái cơn giận đó, nó phá đi rất nhiều công đức, nó tổn thất, hư hao, mất mát, đổ nát. Cho nên cố gắng mà là chịu đựng tích cực chứ đừng có đè nén. Đè nén đến lúc nào đó nó chịu không nổi, nó bung ra lặng hơn. Còn mình chịu đựng tích cực đó, nó sẽ giúp cho tâm mình bình an hơn. Thì đó là một vài gợi ý nhỏ. Quý vị xem lại ba quyển sách mà tôi vừa nêu đó, mỗi một quyển trung bình 200 trang để đọc nghiền ngẫm đó. Thì từ từ rồi bắt đầu mình sẽ quen. Quen rồi tâm mình nó trở nên rất nguội lạnh, rất mát mẻ, rất cool ha.
chứ bình thường mình nóng lắm. Cái người nào thông minh nhiều, nhanh nhẹn nhiều thì nóng tính nhiều, đó là cái phản ứng kéo theo thôi. Có người lừ khừ chần chừ đó là mấy người đó là chậm lụt, họ cũng nguội theo. Thì giờ mình á, sanh ra là thông minh thì mình phải ráng biết là nó có đính kèm cái tố chất đó, cho nên á, phải lấy Phật pháp để mà làm nguội mình lại, làm mát mình lại, làm cho mình trở nên dễ thương hơn. Còn đối với việc thực tập tứ niệm xứ đó, thì quý vị có thể vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang là kinh tứ niệm xứ, thì nó có 6 bài giảng của tôi rất chi tiết, mỗi bài 70 phút. Còn để tóm tắt á, thì quý vị chỉ cần nhớ như thế này nè: đây là kỹ năng giúp cho mình đạt được chánh niệm và tỉnh thức bây giờ và tại đây, để sống an lạc hạnh phúc từng ngày từng giờ. Và mấu chốt của thực tập á là khép quá khứ lại, vì quá khứ đó đầy ắp những nỗi khổ niềm đau với sự ký ức, và không có rong ruổi vào tương lai, vì tương lai là vô định và tương lai tuần tự trở thành hiện tại. Cho nên chỉ cần tập trung vào hiện tại, sống có nhân quả, có đạo đức, có hiểu biết, có từ bi quảng đại bao dung, thì chúng ta đầy ắp năng lượng tích cực và truyền đạt năng lượng đó, hiến tặng năng lượng đó cho người thân và tha nhân. Còn nội dung thực tập đó thì gồm có 4. Thứ nhất á, là làm chủ thân. Trên nền tảng đó là quán chiếu thân, thấy thân đó là một tổ hợp được hình thành bởi tính điều kiện, cho nên nó không thường hằng bất biến, nó không phải là nguồn gốc của tội lỗi, lại không nên ứng xử thân như là thượng đế. Chúng ta xem thân đó, đó là một công cụ để giúp cho mình tu học tốt, và do đó trong các động tác của thân như là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến động tình, thức, ngủ đó, chúng ta làm chủ nó. Phương diện hai đó là làm chủ cảm xúc, để cho cảm xúc không nhấn chìm mình ở trong vũng bùn hạnh phúc và khổ đau. Hạnh phúc thì có cảm xúc thì có hạnh phúc và khổ đau. Cảm xúc hạnh phúc là khi chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống dễ ưa, như ý, hài lòng, thích thú. Cảm xúc khổ đau đó là do chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, tình huống không ưa, không như ý, không thích, không hài lòng. Và cả hai đó đều dẫn đến cái sự buông xuống của cảm xúc. Và người tu học Phật đó, làm sao giữ tâm mình điềm tĩnh trong mọi thuận nghịch và hoàn cảnh sống. Phương diện tu ba đó là làm chủ tâm. Tâm thì có các phạm trù đối lập, các đặc tính đối lập, tâm thiện, tâm ác, tâm trơn, tâm vọng, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm thánh, tâm phàm, tâm hoan hỷ, tâm sân hận, tâm buông xả, tâm cố chấp, tâm là bố thí, tâm bỏng sẻn, và tách ra là hai nhóm đặc tính của tâm để chúng ta cam kết bỏ đi những cái phẩm chất xấu và giữ lại những cái đặc tính tốt, chúng ta sẽ trở thành thánh. Và ở phương diện tu 4 đó thì chúng ta thấy là tâm có nhiều trói buộc, bao gồm mà tham ái, giận dữ, hoài nghi, rồi lừ khừ, dao động, nối tiếc, sợ hãi, và phải kết thúc nó, rồi phải thấy lấy chánh pháp Phật, bát chánh đạo, 7 bồ đề phần, vân vân, để vượt qua. Thì đó là phương pháp tu tứ niệm xứ, nói ngắn là trong vòng vài phút. Còn chi tiết thì quý vị chịu khó xem 6 bài giảng của tôi về chuyên đề này, rất là chi tiết, đi vào từng điểm một. Thì mong rằng đó, mỗi người đó, mỗi ngày nên dành ra 8 phút đến 15 phút thực tập thiền. Đừng nên nghĩ rằng thiền dành cho thiền tông, Đức Phật giác ngộ nhờ ngồi thiền. Thiền là trụ cột của tất cả các pháp môn. Vì Đức Phật dạy đó, để giác ngộ giải thoát đó, chúng ta phải đồng lúc thực tập 3 trụ cột: trụ cột đạo đức, trụ cột thiền định và trụ cột trí tuệ. Ai đang thiếu trụ cột nào đó thì phải nhanh chóng bổ sung mình trụ cột đó. Còn bằng không á, chúng ta đi rất chậm, thậm chí là đi lòng vòng mà đi không tới đâu hết trơn á. Thì ngồi thiền quý vị không còn thiết phải ngồi xếp bằng, quý vị ngồi trên ghế thẳng lưng, miễn là thoải mái thôi, để khỏi phải đối phó với cái cảm giác tê, đau, nhức, mỏi.
Vì cốt lõi của ngồi thiền là gì? Làm chủ thâm, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thân, làm chủ các ý niệm trong tâm như vừa trình bày. Thì đó là cái đơn giản nhất của thực tập thiền. Và cao nhất của thực tập thiền là xả niệm thanh tịnh, tức là để cho tâm mình thanh tịnh bằng cách là buông mọi ý niệm, buông mọi hình dung, buông mọi tiến trình tư duy, nhận thức, phân biệt, phán đoán, đánh giá. Thì tâm mình nó trở nên nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Đó là cái tiêu điểm mà chúng ta cần hướng về. Và giữ được cái trạng thái đó lâu á, chúng ta sẽ chứng đắc được ba tự giác lớn để trở thành bậc giác ngộ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, kính bạch sư cô và xin quý đại chúng. Con có câu hỏi này thắc mắc, xin thầy giải đáp. Là khi người mất đó thầy, là họ làm trong quá trình họ làm tốt thiện, thì khi họ mất thì họ sinh ra một thế giới khác mà nó tốt hơn. Còn những người mà có cái tâm mà không được xấu, nghĩa là tâm mà ác đó, thì họ khi mà họ chết họ cũng đi xuống đi ngay. Như vậy thì có những người mà cái tâm thiện mà tâm ác vẫn có. Như vậy con xin hỏi thầy, không biết có thân trung ấm hay không thầy? Và thân trung ấm này thì là có 49 ngày và 77 là 7 tuần. Thì thân nhân họ cúng rồi tạo những thiện ác, những thiện để hồi hướng cho cái người mất đó. Như vậy thì theo con nghĩ cái đó không biết có đúng hay sai. Con xin thầy giải thích cho con để con hiểu rõ hơn ạ. Xin cảm ơn thầy. Trong học thuyết 12 mắt xích nhân duyên đó, như tôi nói khi nãy đó, mắt xích thứ ba đó là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Sau khi chết đó, con người không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, tất cả đều phải tái sinh theo nghiệp. Mắt xích thứ tư là danh sắc, tức là bao gồm hệ thống thần kinh, tức là có hoạt động ý thức, và cái phôi hình thành từ tinh tra và trứng mẹ. Thì theo học thuyết này đó, không có cảnh giới trung gian, không có thân trung ấm. Sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm đó, thì tổ Vasubandhu, tức là tổ Thế Thân đó, trong tác phẩm Luận Câu Xá mới đưa ra học thuyết thân trung ấm. Phật giáo Tây Tạng dựa vào đó tạo ra học thuyết Ba Đô, và Phật giáo Trung Quốc đưa ra thân trung ấm với 7 tuần thất. Thì như vậy đây là các học thuyết phát sinh về sau này, không do Đức Phật đó. Thì mặc dù thế, việc mà cúng 7 tuần thất tại chùa đó giúp cho người thân chúng ta được ăn chay, được hiểu Phật Pháp, được bố thí cúng dường, được vơi đi nỗi khổ niềm đau, được làm các việc thiện. Và nhờ đó đó, nhà chùa cũng có được cái khoản diện trợ cúng kính cho các sinh hoạt phí, tức là cả hai đều được lợi lạc. Cho nên cho dù biết là không có thân trung ấm, chúng ta cũng phải tiến hành vào những ngày hay là tuần thất và những ngày kỷ dỗ hàng năm để uống nước giới nguồn và làm những việc thiện đáng làm. Nói theo kinh Địa Tạng đó, người chết hưởng cộng hưởng 1/7 và người sống được 6/7 công đức. Như vậy sau khi trải qua 7 tuần thất đó, thì quý vị hãy an tâm rằng người thân quý vị đã tái sinh rồi, đừng lo lắng nữa. Nếu người mất đó, là cha mẹ ông bà, thì quý vị hãy thượng lên bàn thờ tổ tiên, ngưng cúng kính. Thực tế đó thì cái truyền thống văn hóa của Đức Phật là không có cúng cơm, không cúng nước, không cúng nhang đèn. Nhưng mà vì Phật giáo đi qua Trung Quốc và Trung Quốc ảnh hưởng Việt Nam, cho nên dần dà chúng ta mới tiếp thu cái tập tục này của Trung Hoa, cúng thực phẩm chay. Thực tế thì không có người chết nào ăn được cái gì hết á. Cúng quan trọng nhất là cúng khóa lễ cầu siêu, để nhắc nhở vô thường là sự thật, và năm tháng ngày ngày chết đó là ngài đã khai tử rồi, đừng luyến tiếc nữa. Và nhắc nhở vô ngã, tức là thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Đồng thời gia tài sự nghiệp và dạng thứ tạo dựng ở trên đời này cũng như thế.
Đó là cái cốt lõi của việc cúng. Cho nên chúng ta đừng quá lo lắng. Còn cảnh giới tái sinh của người chết hoàn toàn do tổng thể nghiệp của người đó đã làm. Ví dụ một người vừa có làm việc thiện và việc ác thì hai cái đó trừ nhau được còn chia số. Như vậy họ ở cái mức độ là thấp nhất, thì ở chừng đó họ đã đủ tiêu chuẩn tái sanh làm người lại rồi. Còn người nào làm thiện nhiều hơn ác thì sau khi loại trừ nhân quả thì cái còn lại là nghiệp thiện, họ sẽ sanh ra trong một gia đình cao quý hơn, giàu sang hơn, thuận lợi hơn và hạnh phúc hơn. Còn người chỉ toàn làm việc thiện không có việc ác thì sau khi chết họ tái sanh hoặc là con người ngoài hành tinh, còn nếu là con người trên hành tinh này đó thì họ sống ở những quốc gia tiên tiến như là Mỹ, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Đức, Úc, Canada để hưởng các phước báo. Còn những người khác đó thì sống ở những quốc gia thấp hơn. Nhân quả nó quyết định hết. Cho nên chúng ta phải tin đó, nhân quả là có thật, kiếp sau là có thật, để chúng ta chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm và đương làm. Và quan trọng hơn đó, tránh được thái độ liều mạng theo kiểu hy sinh đề bố củng cố các đời con cháu. Cái lối này đó đang thành hành ở Việt Nam, vì người ta tin rằng là chết là hết mà. Đó là cái nhận thức cuồng tín, nhận thức đoạn hậu, tức là gọi đó là đoạn kiến. Cái nhận thức đó đó, nó làm cho người ta thấy rằng là kẻ tốt người xấu có cái cục giống nhau, dạ gì mà làm lành. Cho nên có thể trong một quãng đời nào đó họ rất tốt, nhưng mà dưới tác động của lòng tham và môi trường dễ dãi, luật pháp lỏng lẻo, cái kích thích, nghĩa là cái hăm dọa hay là cái dụ dỗ, thì những người đó đánh mất lương tâm và trở thành kẻ xấu liền. Nhưng mà không ngờ rằng là nhân quả là có thật, chết không phải là dấu chấm cuối. Cho nên họ phải gánh lấy các hậu quả rất tiêu cực về sau này. Thì đó là cái hiểu biết về nhân quả và tái sinh, nó góp phần tạo ra một chất lượng đời sống đạo đức. Thế nên người tu học Phật may mắn hơn những người khác, nhất là những người theo chủ nghĩa duy vật về phương diện này. Và chúng ta phải hãnh diện, có trách nhiệm để gọi là giới thiệu người khác về học thuyết tái sinh và nhân quả, để cho mọi người đó là có được một cái chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Con xin cúng dường một nhạc phẩm được mang tên Nhiễu Pháp Âm. Diệu pháp âm như lời vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông, gió êm ru lời mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông. Diệu pháp âm như lời mát diệu ánh trăng dần, thơm cõi hương trần, đêm an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông, gió mát không gian đầy tiếng chuông. Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm mê, vững chân kiến thông vô ngại, giảng người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay xin nhờ hoa,
trời thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bão la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông. Gió êm ru lời mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu pháp âm như lai, mắt diệu ánh trăng rằm, ngát thơm cõi hương trầm, đêm an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông. Gió êm ru lời mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Lời Phật dạy pháp âm, xóa tan bao lầm mê. Bước chân viễn thông vô ngại, dạng người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay xin nở hoa. Lắng nghe âm thanh vi diệu, Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Không ngờ hát hay quá ha. Thì bây giờ chúng ta đứng dậy hồi hướng quý vị ha. Sau khi hồi hướng xong chúng ta sẽ chụp hình tập thể nha. Ai mà nôn về thì ráng ở lại thêm 3 phút nữa. Quyền ở đêm công đứng này hướng về cấm tân càng đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tổng tọa đã chỉ dạy cho chúng con, hãy làm những việc khó làm, ta sẽ trở nên người có giá trị cao quý nhất. Kính thưa quý vị, thân vô thường chỉ một thời gian ngắn là hủy hại. Ta hãy học Phật, tự nghiên cứu lấy chính tâm mình, những phản ứng của tâm, tham, sân và si, vì đó là nguồn gốc của tội lỗi. Để đối trị tâm này, chúng ta phải học hỏi những sai lầm, dựa vào những quy tắc tu học, tự chỉnh sửa nhờ những công đức trì giới, buông xả tâm vọng động, thức phân biệt, xả bỏ mọi muôn duyên không dưới mắt, sẽ cắt được đứt mọi huệ lụy của phiền não. Kính thưa quý vị, chỉnh sửa tâm mình sẽ có công năng ngăn chừa nghiệp ác, sẽ có giá trị cao quý nhất hơn cả. Và đã thường tọa ra kết luận hoàn thiện phước báo cho bản thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin tri ân ngài.